Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 5. Như thể đang suy nghĩ gì đó. Chần chừ một lúc, cô mới hỏi, vậy bây giờ anh, có còn muốn, hủy hôn nữa không? Lý Dục Thần hỏi ngược lại, vậy bây giờ cô đã biết đối tượng đính hôn là tôi, cô còn muốn phản đối nữa không? Lâm Mộng Đình nghĩ ngợi rồi lắc đầu, tôi không biết nữa. Anh cười, vậy thì đừng suy nghĩ, đừng hỏi nữa, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không được sao? Lâm Mộng Đình gật đầu, cũng đúng, cứ thuận theo tự nhiên đi. Phải đấy, đừng để bị gò bó, cứ tự nhiên đi, hình như cũng có câu hát thế này, Lý Dục Thần nhẹ nhàng hát, để chúng ta yêu thật tự do tự tại. Nghe thấy tiếng hát lệch tông không có điểm dừng này, Lâm Mộng Đình cười ha hả. Đây chính là tiếng hát của anh hùng văn võ song toàn, có tài trị quốc sao? Ha ha ha! Cười được một lát, cô bỗng nhiên hoàn hồn lại, nguyết mắt nhìn Lý Dục Thần. Ai muốn yêu đương với anh chứ? Trong không khí chợt có thêm một chút hương vị ngọt ngào. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống, màn đêm trông như bạc, khói bốc ra từ vỉ nướng cũng trở nên như có linh khí. Tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng tựa như một giấc mộng xa xăm. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khung cảnh như mơ này. Lý Dục Thần nhìn thấy một dãy số lạ. Alo, alo, phải cậu Lý không? Tôi là Thái Vĩ Dân. Cậu Lý, cậu đang ở quán nướng trên đường Vĩ Nghiệp phải không? Đúng vậy. Cậu Lâm biết cậu đang hẹn hò với cô Lâm ở đó, có thể cậu ta sẽ làm khó dễ cho các cậu. Đương nhiên Lý Dục Thần biết là Thái Vĩ Dân báo tin cho Lâm Thiếu Hằng, nhưng anh cũng không vạch trần. Anh ta không nhờ anh ra tay à? Có, nhưng tôi từ chối rồi, tôi nói bên trường đấu chó xảy ra chút chuyện, không điều người đi được. Anh ta có tin không? Tin, tôi đã kể chuyện của Chu Lợi Quân rồi. Lý Dục Thần mỉm cười. Chu Lợi Quân là nhân vật có máu mặt ở Vũ Châu, gã ta đã bị Thái Vĩ Dân chặt tay, chắc Lâm Thiếu Hằng nghe cũng thấy nhức đầu thôi. Ừ, ngoài anh ra, mấy chuyện này Lâm Thiếu Hằng sẽ nhờ ai làm? Tôi cũng không chắc, chỉ cần có tiền thì không bao giờ thiếu người làm cả. Được, tôi biết rồi. Lý Dục Thần cúp máy. Biểu hiện của Thái Vĩ Dân nằm trong dự liệu của anh, thậm chí còn tốt hơn anh mong đợi một chút. Sau khi anh nhờ Mã Sơn tiết lộ tin tức cho Thái Vĩ Dân thông qua Hoàng Tam, người bình thường chưa biết rõ tình hình, có lẽ sẽ chọn cách án binh bất động, giả vờ không biết tin tức này. Như vậy sẽ không đắc tội ai cả, ngồi nhìn nghêu cò tranh nhau, ai thắng thì giúp người đó. Kiểu người này thoạt nhìn có vẻ thông minh, nhưng thực chất là rất ngu xuẩn. Nếu như Thái Vĩ Dân chọn cách này, thế thì sau này sẽ không còn được Lý Dục Thần coi trọng nữa. Nếu như gã ta ngu xuẩn hơn, báo với Lâm Thiếu Hằng mà không nói cho Lý Dục Thần, thậm chí còn giúp Lâm Thiếu Hằng đối phó với Lý Dục Thần, như vậy chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Tất nhiên Lý Dục Thần cũng sẽ không bỏ qua cho gã ta. Nhưng bây giờ Thái Vĩ Dân lại mật báo với Lâm Thiếu Hằng trước, sau đó nói với Lý Dục Thần. Mặt ngoài gã ta vẫn theo Lâm Thiếu Hằng, nhưng thực chất là đang làm việc cho Lý Dục Thần. Đây chính là hiệu quả mà anh mong muốn. Thái Vĩ Dân rất thông minh, lựa chọn giải pháp tối ưu. Lý Dục Thần rất hài lòng với biểu hiện của Thái Vĩ Dân. Sau khi cúp máy, anh hỏi Lâm Mộng Đình. Lâm Thiếu Hằng là anh họ của cô hả? Lâm Mộng Đình ngây ra, không biết vì sao tự nhiên anh lại hỏi điều này, bèn đáp, đúng thế, anh ta là con trai của bác cả tôi. Bình thường quan hệ giữa hai người thế nào? Quan hệ, cũng bình thường thôi, dù sao cũng chung một gia tộc, lợi ích bị ràng buộc với nhau. Thật ra bác cả tôi là con trai của anh trai của ông nội tôi, ông ấy cũng là anh em họ với bố tôi. Đáng lẽ là hai nhà, nhưng ông nội tôi khá coi trọng vấn đề này, bảo mọi người sống chung với nhau mới có thể gọi là gia tộc. Nhà họ Lâm còn ai khác nữa không? Ngôn Tình trọng sinh. Tôi còn hai người cô nữa, đều đã lấy chồng hết rồi. Con cháu của anh chị em cùng thế hệ với ông nội tôi cũng có mấy người, họ đều đang quản lý một số sản nghiệp khác, cũng được gọi là một phần tử của gia tộc. Nhưng ngày thường họ ít ghé chơi lắm, chỉ khi nào có hội nghị gia tộc hàng năm mới đến thôi. Lý Dục Thần gật đầu. Nhà họ Lâm có thể trở thành gia tộc đứng đầu mà không phải nhà giàu mới nổi, nhà đông con cháu cũng là điều hiển nhiên. Lâm Thiếu Hằng là người như thế nào? Anh ta ư, Lâm Mộng Đình bĩu môi, phải nói sao nhỉ, có hơi vô học, nói nặng hơn là phá của. Hồi còn đi học thành tích của anh ta không tốt, sau đó được đưa ra nước ngoài mạ vàng,
anh ta quen được một nhóm con nhà giàu ở nước ngoài, cả ngày chỉ biết đua xe, đi hộp đêm, sau này gây chuyện, bác cả đón anh ta về nhà, cho anh ta mấy dự án để làm, đa số đều bị lỗ, anh ta còn thường xuyên qua lại với mấy người chẳng ra gì. Mẹ tôi ghét anh ta lắm, nhưng bố tôi không cho bọn tôi nói. Tại sao vậy? Chắc là vì ông nội. Nghe nói gia chủ nhà họ Lâm vốn phải là anh trai của ông nội, cũng chính là ông nội cả của tôi. Sau này nhà họ Lâm gặp khó khăn, ông nội cả của tôi qua đời, ông nội tôi lại còn sống. Ông ấy cảm thấy mình nợ ông nội cả nên coi bác cả tôi như con trai ruột, do đó cũng rất cưng chiều anh họ tôi. Ra vậy, Lý Dục Thần sáng tỏ. Nếu như vậy thì chuyện này không dễ giải quyết rồi. Ban đầu Lý Dục Thần định giải quyết trực tiếp, điều tra rõ động cơ của Lâm Thiếu Hằng. Sau đó đi tìm kẻ dùng sách đinh đầu tiễn với ông cụ Lâm, những việc còn lại giao cho nhà họ Lâm xử lý là được. Nhưng bây giờ biết được những điều này, anh cảm thấy hơi khó giải quyết. Dù ông cụ Lâm có biết là do Lâm Thiếu Hằng làm, chỉ cần không phát sinh nguy hại mang tính thực chất, chắc hẳn ông cụ cũng sẽ cho qua. Hơn nữa có lẽ chuyện này sẽ là một cú sốc tâm lý rất lớn đối với cụ ấy. Lý Dục Thần đã biết thân phận của mình, cũng biết nếu năm đó không nhờ có Lâm Thượng Nghĩa. Chỉ sợ ông nội và anh rất khó sống sót ở thành phố Hòa. Lâm Thượng Nghĩa chẳng những âm thầm quan tâm họ, còn đồng ý đính hôn, muốn giao một nửa tài sản của nhà họ Lâm cho Lý Dục Thần, để làm vốn cho anh gây dựng lại nhà họ Lý. Anh biết ơn ông cụ Lâm, đương nhiên cũng không muốn cụ ấy bị tổn thương. Trong tình huống chưa có đủ bằng chứng, tốt nhất vẫn không nên ra tay với Lâm Thiếu Hằng. Đánh rắn không chết, sau này sẽ còn bị rắn cắn tiếp. Anh vừa nghịch chiếc điện thoại trong tay, vừa hỏi, bác cả của cô có biết những chuyện này không? Chắc là biết, Lâm Mộng Đình trả lời, bác cả tôi hay bênh lắm, hồi nhỏ Lâm Thiếu Hằng thường bắt nạt tôi và Lâm Vân, nhưng lần nào bác cả cũng bênh anh ta, chưa nói anh ta bao giờ. Bác cả của cô chỉ có một đứa con trai thôi à? Còn một người nữa, tên là Lâm Thiếu Bình, anh ta rất đỉnh, thông minh từ nhỏ, học giỏi, tính tình cũng ngoan ngoãn, được khen là thiên tài của nhà họ Lâm. Mấy năm trước anh ta đi du học ở Đông Doanh, hiện tại đang làm trợ lý cho giám đốc của một công ty cổ phần rất nổi tiếng. Đây là công việc mà anh ta tự cố gắng đạt được, không dựa vào nhà họ Lâm, cho nên giờ em trai tôi đang rất áp lực. Chuyện này có liên quan gì đến em trai cô, Lý Dục Thần tò mò hỏi. Bởi vì người thừa kế gia tộc, Lâm Mộng Đình nói, mọi người đều rất coi trọng Lâm Thiếu Bình, kể cả ông nội tôi, rất có thể ông ấy sẽ chọn anh ta làm người thừa kế tương lai của gia tộc. Bố tôi giàu cực kỳ, cả ngày cứ chăm chăm giám sát em trai tôi học, mắng thằng bé là rốt. Còn mẹ tôi ấy hả, ngày nào cũng nấu mấy thứ bổ não bổ thân cho thằng bé ăn, tôi cứ lo nó ăn nhiều quá rồi ngu luôn. Lý Dục Thần vô thức lắc đầu cười. Được sinh ra trong gia đình giàu có cũng chưa chắc là chuyện tốt nhỉ. Thời gian từ từ trôi qua, bóng đêm càng lúc càng nặng nề. Ngày thường vào giờ này họ sẽ chuẩn bị dọn quán. Nhưng hôm nay không biết vì sao mà khi càng khuya, người lại càng lúc càng nhiều hơn. Hơn nữa hầu hết những người này đều tập trung xung quanh quán nướng này. Đương nhiên là ông chủ vui vô cùng, khó lắm mới được một ngày có thể bán sạch hàng dự trữ. Ông ấy bưng một đĩa xiên nướng lớn đặt lên bàn của Lý Dục Thần. Anh ngạc nhiên, hình như chúng tôi đâu có gọi thêm đồ ăn đâu. Tặng cho các cậu đấy, ông chủ hào phóng nói, hôm nay các cậu vừa đến. Quán tôi đã đắt hơn thường ngày, coi như tôi cảm ơn các cậu đi. Nói rồi, ông ấy nhìn sang Lâm Mộng Đình, lúc quay lưng đi còn lầm bầm trong miệng. Ai ra, xinh đẹp tốt thật, được nhiều người thích, côn đồ cũng có thể biến thành khách. Lâm Mộng Đình nhất thời không hiểu. Nhưng Lý Dục Thần lại nghe ra chủ quán đang nhắc nhở họ, những vị khách xung quanh không có ý tốt. Nghĩ lại thì cũng thấy đúng, đêm hôm khuya khoắt tự dưng có thêm khách. Kiểu con gái nhà giàu như Lâm Mộng Đình không biết, một ông chủ quán từng trải đã buôn bán nhiều năm có thể không nhìn ra được ư. Những người này đều nhằm vào hai người họ. Lý Dục Thần bí mật quan sát, có thể xác định có khoảng 10 người. Nhưng hiển nhiên những người này không phải nhân vật chính, bởi vì rất rõ ràng, không có tên nào cầm đầu cả. Lâm Mộng Đình vẫn không hiểu, nhìn đĩa xiên nướng to đùng trên bàn, hỏi tại sao ông ấy lại tặng đồ ăn cho chúng ta thế? Lý Dục Thần cười đáp, ông ấy đã nói rồi mà, cô đẹp gái nên mới kéo khách giúp ông ấy đấy. Lâm Mộng Đình phì cười, học cũng nhanh lắm, còn biết dùng từ kéo khách trên mạng này nữa cơ. Sao anh lại biết họ không phải bị anh kéo tới,
anh đẹp trai, phóng khoáng, giỏi giang, văn võ song toàn, có tài trị nước lắm kia mà. Vừa nghĩ tới mấy từ này là Lâm Mộng Đình không nhịn cười được. Lý Dục Thần trả lời, đã khuya thế này rồi, bọn họ tụm năm tụm ba, đã thế toàn là đàn ông, sao họ có thể đến để ngắm tôi được. Cuối cùng Lâm Mộng Đình cũng nhận thấy có điều không ổn. Vào lúc này, hai chiếc xe thể thao lao vùn vụt tới. Bốn người bước xuống xe, một trong số đó chính là Lâm Thiếu Hằng. Lâm Thiếu Hằng đi thẳng tới chỗ Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Anh ta bước tới bên cạnh bàn của họ, giẫm một chân lên ghế, nhìn từ trên cao xuống, lãng mạn quá nhỉ, khuya rồi mà vẫn đi hẹn hò ở đây. Lâm Mộng Đình cau mày, sao anh lại tới đây? Sao nào, tôi không thể tới à? Lâm Thiếu Hằng cười khẩy, có phải cô sợ tôi bắt gặp hai người hẹn hò lén lút không? Anh nói bậy bạ gì đó, Lâm Mộng Đình rất bực mình. Nói bậy, nhiều người nhìn thấy hết rồi kia, sao lại bảo tôi nói bậy? Lâm Thiếu Hằng vừa giơ tay lên, những người xung quanh đều đứng dậy, hùng hục lao qua bao vây bọn họ. Còn có rất nhiều người lấy điện thoại ra quay video. Rõ ràng điều này đã được Lâm Thiếu Hằng sắp xếp sẵn. Ngày mai chỉnh sửa video rồi đăng lên mạng, chắc chắn sẽ có thể tạo thành một tin sốt dẻo. Nhìn thấy cảnh này, một số ít người đi đường đã tránh ra thật xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông chủ quán nướng cũng trốn vào trong góc, lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi cho 110. Lâm Thiếu Hằng nói, Mộng Đình, cô là cô cả của nhà họ Lâm, cô không cần thể diện thì nhà họ Lâm vẫn cần thể diện. Đêm hôm khuya khoắt mà cô đi hẹn hò với một thằng đàn ông lạ ở đây, nếu có ai biết chuyện này rồi đưa lên mạng, cô nói xem có phải thể diện của nhà họ Lâm đều bị cô vứt sạch rồi không? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lâm Mộng Đình không thể nghĩ ra rốt cuộc Lâm Thiếu Hằng làm như thế là có mục đích gì. Lý Dục Thần trả lời giúp anh ta có thể làm gì, rõ ràng là muốn bôi xấu thanh danh cô cả nhà họ Lâm của cô, bôi xấu luôn cả thanh danh của bố cô, từ đó sản nghiệp của nhà họ Lâm sẽ trở thành đồ trong túi của anh ta và bác cả cô. Trong mắt Lâm Mộng Đình tràn đầy kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được. Nhưng có lẽ cậu cả Lâm đã quên, tôi là chồng chưa cưới của Mộng Đình, đi ăn khuya với chồng chưa cưới thì có gì mất thể diện, Lý Dục Thần tiếp tục nói. Sau đó anh chỉ vào những người xung quanh, này, các anh quay video, khi nào đăng lên mạng nhớ cắt đoạn thoại vừa rồi của tôi nhé, kẻo người mất mặt lại là cậu cả Lâm đây. Những người cầm điện thoại quay video mờ mịt nhìn nhau, sau đó bỏ điện thoại xuống. Mặt Lâm Thiếu Hằng biến sắc, anh ta chỉ thẳng vào mặt Lý Dục Thần, cái thằng họ Lý kia, mày được lắm. Lát nữa đánh cho mày rụng răng đầy đất, để tao xem mày có còn mạnh miệng được nữa không. Lâm Thiếu Hằng. Anh bày trò đủ chưa, Lâm Mộng Đình nổi giận. Em họ à, tôi chỉ muốn tốt cho cô, nhắc nhở cô đừng để bị kiểu đàn ông như nó lừa, Lâm Thiếu Hằng giả vờ khuyên bảo cô có biết nó là ai không. Mới vừa rồi nó còn dùng thân phận con rể nhà họ Lâm đi đấu chó với người ta ở trường đấu chó, suýt chút nữa thua đái trong quần kia kìa. Không thể nào, Lâm Mộng Đình nói. Lâm Thiếu Hằng nhún vai, tin hay không tùy cô, có điều tôi nói cho cô biết. Hôm nay tôi phải cho thằng nhóc này một bài học. Anh dám á, Lâm Mộng Đình lấy điện thoại ra, giờ tôi sẽ gọi cho bố tôi. Gọi, cô gọi đi, nói là cô đi hẹn hò ở ngoài, bị tôi bắt gian tại trận, Lâm Thiếu Hằng tỏ vẻ khốn nạn. Lâm Mộng Đình tức giận muốn chết, vừa định gọi điện thoại nhưng bị Lý Dục Thần ngăn cản. Anh biết nếu gọi cuộc gọi này sẽ đúng như ý muốn của Lâm Thiếu Hằng. Thứ mà người nhà họ Lâm để ý nhất là thể diện. Đặc biệt là Lâm Thu Thanh, ông ta là người nắm quyền thực tế của nhà họ Lâm sau khi ông cụ lui về sau ở ẩn. Rất có thể Lâm Thu Thanh sẽ vì thể diện, cũng như vì thanh danh của con gái mình mà thỏa hiệp với Lâm Thiếu Hằng. Lâm Thiếu Hằng sẽ nhân cơ hội đưa ra điều kiện, khi đó Lâm Thu Thanh muốn không đồng ý cũng không được. Còn Lý Dục Thần sẽ trở thành công cụ nội đấu và vật hy sinh trong gia tộc của đối phương. Tất nhiên anh sẽ không để Lâm Thiếu Hằng được như ý muốn. Mộng Đình, đừng gọi bố cô đến, chúng ta nên cảm ơn nỗi khổ tâm của cậu cả Lâm mới phải. Lâm Mộng Đình khó hiểu, nỗi khổ tâm gì cơ? Cô nghĩ mà xem, ban đầu tôi cũng không biết có nên từ hôn hay không, người nhà của cô cũng không biết có nên chấp nhận tôi hay không. Nhưng nếu như hôm nay anh ta làm lớn chuyện, để người ta biết được, bố mẹ cô không muốn chấp nhận tôi cũng không được. Tôi cứ tưởng hôm nay là bước đầu tiên trên con đường muôn dặm. Không ngờ còn chưa đánh ba trận chiến dịch lớn đã có cơ hội cắm cờ đỏ vào trong phủ tổng thống.
tiếp theo ấy hả? Lý Dục Thần nhìn Lâm Thiếu Hằng, sẽ là lúc lũ tư bản chủ nghĩa cụp đuôi bỏ chạy mất dạng. Lâm Mộng Đình bị chọc đến nỗi phải che miệng cười. Lâm Thiếu Hằng tức tới mức mặt mày xanh mét, anh ta mắng một câu gì đó rồi vung tay lên, lên cho tao, đánh cho nó rụng răng luôn. Người bên cạnh anh ta vừa định hành động, bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, một chiếc xe cảnh sát lao tới. Hai cảnh sát xuống xe, trông thấy nhiều người như thế thì cau mày. Các cậu đang chơi trò gì đó? Thấy cảnh sát đến, Lâm Thiếu Hằng thay đổi sắc mặt. Anh ta tưởng là Lý Dục Thần báo cảnh sát, bèn cười khẩy, to gan lắm, còn biết báo cảnh sát. Cảnh sát đi qua hỏi, cậu, làm gì đó? Xin mời xuất trình thẻ căn cước. Lâm Thiếu Hằng nói, các anh thuộc cục nào, tôi có quen cục trưởng Diệp của cục thành phố. Xin lỗi, cho dù cậu có quen biết bộ trưởng thì cũng không liên quan gì đến chúng tôi, cảnh sát chỉ vào huy hiệu cảnh sát và camera đeo ngực áo trên người mình. Lâm Thiếu Hằng suýt không kiểm soát được biểu cảm trên mặt, cậu cả nhà họ Lâm anh ta chưa từng chịu ấm ức như thế. Các anh cứ đợi đó, chờ tôi gọi điện thoại xong nhất định sẽ lột ra các anh. Nói xong, anh ta tránh sang một bên gọi điện thoại. Cảnh sát không ngăn cản mà tiếp tục thực hiện công việc và ghi chép quá trình sự việc bằng camera đeo ngực áo. Lại đây hết đi, sau đó xuất trình thẻ căn cước. Cảnh sát kiểm tra thẻ căn cước của mọi người rồi ghi chép họ tên lại, bao gồm cả Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Tất cả mọi người đều khăng khăng rằng mình tới ăn khuya. Cảnh sát hỏi Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình, còn hai người thì sao? Chúng tôi cũng tới ăn khuya. Họ có ức hiếp hai người không? Ăn hiếp thì không có, chỉ làm ảnh hưởng đến tâm trạng một chút thôi, Lý Dục Thần trả lời. Cảnh sát nhìn anh, hỏi, lúc nãy ai báo cảnh sát thế? Là tôi, ông chủ quán nướng nơm nớp lo sợ đi ra. Tại sao ông lại báo cảnh sát? Cũng không có gì, chẳng qua vào giờ này mọi ngày đều đã dọn quán, nay bỗng nhiên có nhiều người đến nên tôi hơi sợ. Cảnh sát gật đầu. Lúc này, điện thoại của một trong hai cảnh sát đổ chuông. Cảnh sát nghe máy, vâng dạ vài tiếng rồi nhìn thoáng qua Lâm Thiếu Hằng mấy lần, trong mắt có vẻ chán ghét và bất đắc dĩ vụt qua. Sau khi cúp máy, cảnh sát dặn ông chủ, ông lo buôn bán đi, có chuyện gì thì nhanh chóng báo cảnh sát. Được rồi, ký tên vào đây. Ông chủ ký tên vào biên bản báo cảnh sát mà cảnh sát đưa qua. Cảnh sát gọi đồng nghiệp của mình, hai người cùng nhau đi về phía xe cảnh sát. Lâm Thiếu Hằng lạnh lùng đứng một bên nhìn. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bỗng nhiên, Lý Dục Thần lên tiếng, đồng chí cảnh sát, các anh chưa kiểm tra thẻ căn cước của người này kia mà. Cảnh sát quay đầu lại, thấy Lý Dục Thần chỉ một tay vào Lâm Thiếu Hằng, tay còn lại đang cầm điện thoại quay video. Lâm Thiếu Hằng chợt biến sắc, giận dữ nói, Lý Dục Thần, mày muốn gây sự đấy hả? Lý Dục Thần tỏ vẻ vô tội, tôi đang hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, tích cực hợp tác làm việc với cảnh sát thôi mà. Sao có thể nói là tôi gây sự chứ? Cảnh sát đã biết thân phận của Lâm Thiếu Hằng, cấp trên đã gọi điện dặn dò, ban đầu họ định nhắm một mắt mở một mắt cho qua, dù sao cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng Lý Dục Thần đã nói như thế, họ không thể mặc kệ được. Thẻ căn cước, cảnh sát bước tới trước mặt Lâm Thiếu Hằng rồi chìa tay ra. Không đem theo, Lâm Thiếu Hằng thở phì phò đáp. Vậy chúng tôi chỉ có thể mời cậu theo chúng tôi quay về cục khai báo, cảnh sát nói. Lâm Thiếu Hằng nổi giận, các anh biết rõ tôi là ai, có muốn tôi gọi điện cho cục trưởng Diệp tiếp nữa không hả? Cảnh sát kiên quyết, cậu Lâm, tôi biết tên tuổi của anh, nhưng bây giờ chúng tôi đang chấp hành pháp luật, vui lòng hợp tác cho. Mẹ nó, Lâm Thiếu Hằng mắng một câu, thở phì phò đi tới bên cạnh xe, mở cửa xe lấy thẻ căn cước trong ví ra. Cảnh sát ghi chép cho anh ta, sau đó mới lái xe đi. Lý Dục Thần vẫn còn đang cầm điện thoại quay video. Lâm Mộng Đình nhìn mà rất muốn cười, bèn hỏi, anh quay cái này làm gì vậy? Lý Dục Thần trả lời, tại vui mà, cô mua điện thoại thông minh cho tôi chưa dùng tới chức năng quay phim lần nào cả. Lúc này Lâm Thiếu Hằng lại gần. Anh ta đi tới trước mặt Lý Dục Thần, đập bàn một cái thật mạnh, thằng họ Lý, hôm nay mày chết chắc rồi. Lý Dục Thần mỉm cười, thế hả, có phải cậu Lâm quên mất vừa rồi đồng chí cảnh sát đã ghi chép thẻ căn cước của anh? Tối nay tôi và Mộng Đình mà xảy ra chuyện gì, anh cũng phải chịu trách nhiệm đấy. Lâm Thiếu Hằng tức đến nỗi mặt mày xanh mét. Lý Dục Thần chợt phát hiện cậu cả Lâm cũng chỉ được có thế thôi. Anh chàng này vừa không có mưu trí,
lại vừa không có can đảm. Loại người này chắc chắn không thể là kẻ chủ mưu hại ông cụ Lâm. Dục thần. Lâm Mộng Đình khẽ gọi một tiếng. Lần đầu tiên cô gọi Lý Dục Thần theo kiểu này, bỗng dưng mặt đỏ bừng lên. Chúng ta đi thôi. Lý Dục Thần vốn định xử Lâm Thiếu Hằng luôn trong đêm nay. Nhưng bây giờ anh đã xác định 100%, Lâm Thiếu Hằng không có liên quan tới kẻ mưu hại ông cụ Lâm. Đến cả đồng lõa cũng chẳng phải. Bởi vì anh ta chỉ là một kẻ đần độn. Người ta có câu, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Một kẻ chủ mưu sẽ không bao giờ để một kẻ ngu đần như thế này làm đồng lõa của mình. Lý Dục Thần chẳng thèm ra tay với một người như thế. Nghe Lâm Mộng Đình bảo mình đi, anh đáp, ừ, chúng ta đi thôi. Hôm nay còn rất nhiều chiêu chưa tung ra, xem ra đều không cần dùng đến. Chúng mày đi đâu đó, trông thấy họ đứng dậy định đi, Lâm Thiếu Hằng thở hổn hển hỏi. Đương nhiên là tiếp tục hẹn hò rồi, chẳng lẽ ở lại đây phụng phịu với anh nữa à? Lý Dục Thần lắc đầu, dắt tay Lâm Mộng Đình bỏ đi. Tay Lâm Mộng Đình run lên, cuối cùng cô cũng không chống cự, để mặc cho Lý Dục Thần dắt đi. Nhìn dáng vẻ vai kề vai thân mật của hai người, Lâm Thiếu Hằng tức giận hất tung bàn. Anh ta chỉ vào vợ chồng chủ quán nướng, giận dữ quát, lúc nãy là chúng mày báo cảnh sát đúng không? Ông chủ quán nướng tỏ ra khúm núm, không dám trả lời. Lâm Thiếu Hằng ra lệnh, đập cho tao, đập cả cái quán của nó. Những cái bàn được bày ở ngoài bị hất tung lên, bát đĩa rơi loảng xoảng xuống đất. Sau đấy những người đó xông vào quán, đập phá tất cả những thứ có thể đập trong quán. Đừng đập mà, xin các cậu đấy. Bà chủ khóc nức nở, muốn lao tới ngăn cản. Ông chủ kéo bà ấy lại, ra hiệu cho bà ấy đừng nói. Hiển nhiên Lâm Thiếu Hằng vẫn chưa thỏa mãn, cơn giận chưa tiêu, anh ta bước tới trước mặt chủ quán, tát ông ấy một bạt tai. Này thì báo cảnh sát. Chát. Lại thêm một cái tát nữa. Ngon thì báo cảnh sát tiếp đi nào. Bố mày ở đây chờ luôn. Không dám, tôi không dám nữa, ông chủ van xin. Nhưng Lâm Thiếu Hằng lại không chịu bỏ qua cho họ, anh ta giơ chân lên, chui qua háng tao, tao sẽ bỏ qua cho bọn mày. Ban đầu ông chủ không chịu, đàn em của Lâm Thiếu Hằng đi tới đạp ông ấy một phát, sau đó đè ông ấy ra đất đánh đập. Lâm Thiếu Hằng chỉ vào bà chủ, chồng bà không chịu chui, bà thay đi. Bà chủ liều mạng lắc đầu. Ông chủ lè nhè nói với gương mặt sưng húp, để tôi, để tôi. Sau đó ông ấy nằm xuống bò trên mặt đất, chui qua háng của Lâm Thiếu Hằng. Lâm Thiếu Hằng cười ha hả cứ như xả được cơn bực tức phải chịu từ Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình ban nãy. Hôm nay anh ta vốn định xử Lý Dục Thần. Đứa con rể nhà họ Lâm xuất hiện giữa chừng này đã đe dọa đến địa vị và việc kế thừa gia nghiệp tương lai của anh ta ở nhà họ Lâm. Thân phận con rể của Lâm Thu Thanh cũng không quá quan trọng, điều quan trọng là chữa khỏi bệnh cho ông cụ. Điều này đã nâng địa vị của gia đình Lâm Thu Thanh lên rất nhiều. Sau khi biết tin Lý Dục Thần có hẹn với Lâm Mộng Đình, anh ta lập tức dẫn kéo người tới. Ban đầu anh ta định gọi anh Thái, mấy chuyện này anh Thái có kinh nghiệm giải quyết hơn. Nhưng trường đấu chó của anh Thái xảy ra chuyện, không điều người đi được. Nghe nói anh Thái chặt tay của Chu Lợi Quân, Lâm Thiếu Hằng hơi lo lắng, không biết có nên rũ sạch quan hệ hay không. Dẫu sao Chu Lợi Quân cũng là bá chủ một phương ở Vũ Châu, đã thế còn có rất nhiều thế lực ở tỉnh Nam Giang. Mặc dù nhà họ Lâm không sợ gã ta, nhưng đắc tội một người như vậy sẽ có ảnh hưởng đến địa vị của anh ta và bố ở nhà họ Lâm. Vậy nên anh ta đã vội vàng triệu tập những người khác. Những người này không giống dân xã hội đen chính gốc như anh Thái, cùng lắm chỉ bằng một nửa bọn lưu manh côn đồ thôi. Điều mà Lâm Thiếu Hằng không ngờ đó là, anh ta còn chưa ra tay thì cảnh sát đã tới. Quan trọng là bị Lý Dục Thần phá đám, cảnh sát ghi chép số căn cước của anh ta. Như Lý Dục Thần đã nói, nếu tối nay anh và Lâm Mộng Đình xảy ra chuyện gì, anh ta đều phải chịu trách nhiệm. Anh ta không sợ cảnh sát, nhưng anh ta sợ người lớn trong nhà điều tra. Đặc biệt là ông cụ Lâm. Bởi vậy Lâm Thiếu Hằng không còn cách nào khác ngoài việc trút giận lên đầu người đã báo cảnh sát. Anh ta không thể ngang nhiên động vào Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình, nhưng muốn xử một người bán quán, anh ta không sợ gì hết. Đừng nói là dạy cho một bài học, dù có đánh chết, anh ta cũng có thể dễ dàng giải quyết. Sau khi chủ quán chui qua háng anh ta, Lâm Thiếu Hằng mới xả được một nửa cơn giận. Một tên đàn em đột nhiên chỉ vào bà chủ, cậu Lâm,
mụ đàn bà này trông cũng được đấy ạ. Lúc này Lâm Thiếu Hằng mới chú ý tới bà chủ quán, tuy đã có tuổi nhưng bà ấy vẫn còn xuân sắc, trông khá xinh đẹp. Nhưng anh ta không có hứng thú với đàn bà tuổi này, mấy đứa mày muốn chơi thì cứ chơi đi. Đám đàn em mừng rỡ, vậy cậu Lâm, bọn em không khách sáo nữa nhé. Dứt lời, bọn chúng bắt đầu cùng nhau động tay động chân với bà chủ. Bà chủ ôm chặt người mình, cầu xin, đừng mà, xin các cậu bỏ qua cho tôi đi mà. Bà ấy càng như thế, bọn chúng càng thích thú hơn. Ông chủ đang nằm dạp dưới đất đột nhiên đứng dậy, đi vào trong quán nhặt một con dao phay rồi xông ra, trợn trừng mắt, lòng trắng mắt chẳng chỉ tiêm máu, ông ấy quơ dao phay chém lung tung. Á, tao sẽ giết cả đám khốn nạn chúng mày. Ông ấy không chém theo một quy luật nào, sức sát thương cũng không mạnh. Nhưng vẫn hù dọa được đám côn đồ này, khiến chúng phải lùi lại. Ông chủ quơ dao lung tung, suýt chút nữa làm Lâm Thiếu Hằng bị thương. Anh ta hoảng sợ, nổi giận quát, mẹ nó, lũ vô tích sự này, chỉ có một người mà chúng mày cũng không đối phó được hả? Trước giờ đều có thái vĩ dân xử lý mấy chuyện như đánh nhau, giải quyết người khác giúp Lâm Thiếu Hằng. Lần nào thái vĩ dân cũng làm việc đó vô cùng nhanh gọn lẹ. Do đó Lâm Thiếu Hằng nghĩ rằng loại chuyện này rất đơn giản. Hôm nay đi cùng anh ta có hai cậu ấm nhà giàu thường chơi với anh ta, còn có mấy tên hay bám theo nhóm bọn họ nịnh bợ. Ngày thường ai cũng ra oai khoác lác mình đã từng bán mai thúy, chém người gì đó. Nhưng khi ra ngoài thực chiến họ chỉ biết đập ghế, vừa gặp một người cầm dao là chạy nhanh vô cùng. Nghe thấy Lâm Thiếu Hằng bực bội quát tháo, họ mới thôi lùi lại, bắt đầu nhấc bàn nhấc ghế lên chắn dao của ông chủ quán nướng. Dẫu sao người đông thế mạnh, chẳng mấy chốc ông chủ đã bị họ đánh ngã xuống đất. Lâm Thiếu Hằng đi qua dẫm lên người ông chủ, nhặt một cái chân ghế gãy lên, nhắm vào đầu ông ấy rồi đập mạnh xuống. Nhưng cây gậy của anh ta bỗng khựng lại giữa không trung, nó đã bị người khác giữ lại. Lâm Thiếu Hằng cố gắng rút ra mấy lần nhưng cây gậy đều bất động. Vừa mới ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lý Dục Thần. Và cả Lâm Mộng Đình, cô đứng bên cạnh Lý Dục Thần, trong đôi mắt cô tràn đầy kinh hãi và chán ghét. Không biết vì sao Lâm Thiếu Hằng lại thấy hơi sợ sợ trong lòng, nhất là ánh mắt của Lý Dục Thần. Sát khí ấy khiến cho không khí ở xung quanh như thể đóng băng. Anh ta vô thức thả cây gậy đang cầm trong tay ra, lùi về sau hai bước. Chúng mày quay lại làm gì? Lâm Thiếu Hằng. Anh quá đáng thật đấy. Lâm Mộng Đình đi qua đỡ bà chủ còn đang run lẩy bẩy trốn trong góc dậy. Còn Lý Dục Thần thì đỡ ông chủ dậy. Sau khi kiểm tra, ông chủ bị thương khá nặng, ông ấy bị gãy hai xương sườn, cơ quan nội tạng cũng có dấu hiệu xuất huyết. Anh cứ tưởng mục tiêu của Lâm Thiếu Hằng là mình và Lâm Mộng Đình, sau khi họ đi, chắc Lâm Thiếu Hằng cũng sẽ đi, hoặc là sai người bám theo họ, sau đó tìm cơ hội khác để ra tay. Nhưng anh không ngờ thằng ngu này không dám động vào họ, lại đi chút giận lên đầu ông bà chủ quán nướng, hơn nữa còn nặng tay như thế. Lý Dục Thần vô cùng tức giận. Ông chủ quán này là một người tốt bụng, lúc nãy còn cố tình nhắc nhở Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình rằng mấy người xung quanh có thể sẽ gây bất lợi cho họ. Đến khi Lâm Thiếu Hằng xuất hiện, ông ấy còn chủ động báo cảnh sát. Có thể nói là ông ấy có ơn với họ. Nếu như họ chỉ là những người bình thường, hành vi của ông chủ đã có thể cứu mạng họ. Lý Dục Thần bấm vào một số vị trí huyệt trên người ông chủ quán nướng. Sau khi cầm máu, anh đỡ ông ấy ngồi lên ghế, quay người lại lạnh lùng nhìn Lâm Thiếu Hằng. Lâm Thiếu Hằng, nếu không nể mặt ông cụ thì bây giờ anh đã chết rồi. Lâm Thiếu Hằng đờ người ra, rồi bỗng cười phá lên. Muốn tao chết, ha ha ha, tới đi, mày lại đây. Tao nghĩ mày tự đi chết còn nghe được đấy. Đáng lẽ tao đã tha cho bọn mày rồi, nhưng bọn mày cứ nhất quyết quay lại, tự chui đầu vào lưới, vậy thì không thể trách tao được. Nhưng còn chưa kịp ra lệnh, bụng anh ta đột nhiên co rút dữ dội, anh ta văng thẳng ra ngoài. Một tiếng rầm vang lên, Lâm Thiếu Hằng ngã nặng nề xuống đất. Vừa hay ngã xuống bên cạnh cái ghế mà ông chủ quán nướng đang ngồi. Anh ta còn chưa đứng lên đã nhìn thấy Lý Dục Thần lại bước đến trước mặt mình. Mày muốn làm gì, trong mắt Lâm Thiếu Hằng lộ ra vẻ hoảng sợ, anh ta thậm chí quên mất cảm giác đau đớn trên người. Bây giờ anh bỏ qua háng ông chủ, giống như khi nãy anh yêu cầu người ta làm vậy. Tôi đếm tới 10, nếu anh chưa bỏ qua, tôi sẽ đánh gãy một chân của anh. Lâm Thiếu Hằng nổi giận kêu gào, Lý Dục Thần, mày mơ hả?
chúng mày đều là người chết hết cả sao, còn không đi qua đây. Lúc này đàn em của anh ta mới định thần lại, cả đám chạy tới. Lý Dục Thần cũng không nóng vội, chỉ lạnh lùng nhìn xem cái cách mà Lâm Thiếu Hằng tự tìm đường chết cho mình. Ban đầu Lâm Thiếu Hằng còn hơi sợ sợ, nhưng thấy Lý Dục Thần không hề nhúc nhích, mà người của anh ta đã bảo vệ anh ta thì mới yên tâm. Mãnh hổ nan địch quần hồ, một người có giỏi võ đến đâu cũng không thể đánh lại mười mấy người. Ha ha ha, thằng họ Lý, chẳng phải vừa rồi mày ngông cuồng lắm sao? Dám đánh tao hả? Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Lâm Thiếu Hằng quệt máu trên khóe miệng, lên hết cho tao, đánh mạnh vào, đừng đánh chết, tao phải tra tấn nó từ từ. Dừng tay. Lâm Mộng Đình quát một tiếng. Lâm Thiếu Hằng, anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh không sợ ông nội biết sao? Hừ, bớt lôi thằng già đó ra dọa tao lại đi, mặt mày Lâm Thiếu Hằng trông rất dữ tợn, hôm nay mày cũng đừng hòng đi, các anh em, xử thằng họ Lý kia, con đàn bà này sẽ thuộc về chúng mày. Cô em gái này của tao là cô gái xinh đẹp nhất thành phố Hỏa đấy. Nếu không phải do nghĩ tới thằng già kia là thấy tởm lợm thì tao cũng muốn chơi cô ta rồi, ha ha ha. Những kẻ đi theo anh ta nhìn Lâm Mộng Đình, ai cũng trông háo sắc, trong mắt lộ ra vẻ đê tiện. Anh! Lâm Mộng Đình tức giận đến mức tái mặt, nhưng cô cũng thấy hơi sợ. Đúng lúc này, một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, nhiệt độ truyền lại từ trên tay giúp cô cảm thấy an toàn. Lý Dục Thần lắc đầu, lạnh lùng nói, ông trời tạo nghiệp còn có thể tha thứ, nhưng tự tạo nghiệp thì không thể sống. Lâm Thiếu Hằng cười sằng sặc, còn ở đây mạnh miệng cho được, lên hết cho tao. Đánh cho nó tàn phế luôn. Cả đám đồng loạt xông lên, Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình lập tức bị họ bao vây. Lâm Mộng Đình sợ tới mức nhắm mắt lại, dựa sát vào vai Lý Dục Thần. Cô nghe thấy một loạt tiếng rầm rầm rầm, sau đấy là những tiếng kêu rên liên hồi. Đến khi mở mắt ra, cô đã nhìn thấy một đống người đang nằm xung quanh, người thì ôm bụng, kẻ thì nâng chân. Không ai có thể đứng lên. Lần trước ở quán bar, cô đã biết Lý Dục Thần đánh nhau rất giỏi, nhưng lần này vẫn có chút không thể tin được. Người kinh ngạc hơn cả Lâm Mộng Đình đó chính là Lâm Thiếu Hằng. Mấy chục người xông lên, chỉ trong giây lát, cả đám đều đã bị đánh văng. Sức chiến đấu kiểu gì thế này? Mày đừng qua đây. Lâm Thiếu Hằng sợ run bần bật, vẻ quyết tâm vừa rồi cũng chẳng còn nữa, chỉ còn lại sợ hãi. Quỳ xuống, Lý Dục Thần quát. Lâm Thiếu Hằng bị tiếng quát này dọa cho sợ vỡ mật, liền quỳ phịch xuống đất. Làm theo lời tôi vừa nói khi nãy, Lý Dục Thần lạnh lùng ra lệnh. Lâm Thiếu Hằng nhìn chủ quán đang ngồi trên ghế, cố gắng giữ lòng danh dự cuối cùng của một cậu chủ nhà giàu, liều mạng lắc đầu, không làm. 10. Lý Dục Thần bắt đầu đếm. 9. Không làm, không làm. Giờ phút này Lâm Thiếu Hằng rất muốn hai viên cảnh sát ban nãy có thể quay lại. Nhưng lúc nãy anh ta đã gọi cho cục trưởng của họ, anh ta biết rất rõ, họ sẽ không quay lại. Cuối cùng anh ta cũng đã hiểu tự chui đầu vào giọ là như thế nào. Lúc này, cọng cỏ cứu mạng duy nhất mà anh ta có thể nghĩ tới chính là bố mình, Lâm Lai Phong. Lâm Thiếu Hằng run rẩy lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số, hét to vào điện thoại. Bố, bố ơi, mau tới cứu con với. 8. 7. Lý Dục Thần tiếp tục đếm. Bố ơi, mau cứu con với. Nhanh lên. Giọng Lâm Thiếu Hằng đã trở nên cuồng loạn, anh ta sợ tới mức khóc òa lên. Lý Dục Thần không quan tâm anh ta gọi viện binh. Chỉ với những hành động mà anh ta đã làm với ông chủ quán nướng và những lời anh ta nói với Lâm Mộng Đình khi nãy. Hôm nay anh ta nhất định phải trả giá đắt. 6. 5. Này họ Lý, mày đừng ngông cuồng quá. Bố tao đã trên đường tới đây rồi. Dường như Lâm Thiếu Hằng đã lấy lại được một chút tự tin. Nhưng Lý Dục Thần vẫn không quan tâm, anh tiếp tục đếm. 4, 3. Khi đến tới 3, anh bắt đầu bước về phía Lâm Thiếu Hằng. 2. Lâm Thiếu Hằng ra sức lùi lại, mày đừng qua đây. Đừng qua đây mà, bố tao sắp tới rồi, mày cứ chờ đi chết đi. 1. Tiếng nói của Lý Dục Thần bỗng dưng im bặt. Hiện trường lập tức trở nên hết sức yên tĩnh, ngay cả côn trùng trốn trong bụi cỏ cũng ngừng kêu. Lý Dục Thần đi đến trước mặt Lâm Thiếu Hằng, đạp lên bắp chân của anh ta. Một tiếng răng rắc giòn giã vang lên, bắp chân Lâm Thiếu Hằng đã bị gãy. Tiếp theo đó là tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa của Lâm Thiếu Hằng.
Côn trùng trong bụi cỏ và ve sầu trên cây cũng cùng nhau kêu lên, hệt như một nhóm bè chỉ đợi đến giờ phút này để hát bè. Đêm hè tĩnh lặng trở nên náo nhiệt và vui vẻ. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn Lâm Thiếu Hằng, tôi sẽ tiếp tục đếm tới 10, anh mà không bỏ, tôi sẽ đánh gãy cái chân còn lại của anh. Lâm Thiếu Hằng sợ tới mức quên luôn cảm giác đau trên chân mình, tao bỏ, để tao bỏ. Anh ta lê lết cái chân gãy, cúi người xuống bỏ qua háng ông chủ quán nướng. Vợ chồng chủ quán đã sợ điếm người, họ không dám nhúc nhích, chỉ biết ngơ ngác nhìn Lâm Thiếu Hằng bỏ qua. Lâm Mộng Đình cũng không thương hại Lâm Thiếu Hằng, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cô cảm thấy không chân thật. Gia giáo của nhà họ Lâm luôn rất nghiêm khắc, chỉ có cậu cả Lâm là kiêu căng ngang ngược, nhưng không có một ai quản anh ta. Bác cả Lâm Lai Phong hay bênh con, nuông chiều cậu cả Lâm hết mực, mà ông cụ lại cảm thấy mắc nợ họ nên cũng dung túng cho qua. Một gia tộc lớn như nhà họ Lâm xuất hiện một, hai đứa con cháu biến chất cũng rất bình thường, chỉ cần không quá đáng thì cũng không ai coi là chuyện to tát. Nhưng hôm nay Lâm Thiếu Hằng rơi vào tay Lý Dục Thần. Với Lý Dục Thần, những chuyện mà anh ta làm không thể chấp nhận được. Lâm Mộng Đình vẫn hơi lo lắng, bèn nhắc nhở, Dục Thần, bác cả tôi bên con dữ lắm, ông ta có mấy vệ sĩ, hình như họ đều xuất thân từ lính đánh thuê, đánh đấm cực giỏi, anh phải cẩn thận một chút nhé. Lý Dục Thần mỉm cười, yên tâm đi, chồng chưa cưới của cô văn võ song toàn, có tài trị nước mà. Lâm Mộng Đình nhịn cười lắc đầu. Dường như trong vô thức cô đã tự nhiên chấp nhận danh xưng chồng chưa cưới này của anh. Lâm Thiếu Hằng chui qua háng chủ quán nước, hỏi với giọng nức nở tao đi được chưa? Đi, Lý Dục Thần sầm mặt lại, anh đập phá quán của người ta thành ra thế này mà lại muốn bỏ đi à? Mày muốn sao? Đương nhiên là bồi thường. Được thôi, tôi sẽ bồi thường, điều Lâm Thiếu Hằng không sợ nhất chính là bồi thường tiền, muốn bao nhiêu? Lý Dục Thần nhìn về phía vợ chồng chủ quán, hai người tính xem chỗ này tổn thất bao nhiêu. Không, không cần bồi thường đâu. Ông chủ vội vàng lắc đầu. Bây giờ ông ấy chỉ mong những người này đi nhanh lên thôi. Đúng đó, không cần bồi thường, không cần bồi thường, bà chủ cũng nói. Lý Dục Thần khó hiểu, như vậy sao được, tại sao lại không cần bồi thường? Ông chủ tỏ vẻ khổ sở, cậu hai à, tôi cảm ơn cậu nhé. Nhưng cậu có thể bảo vệ chúng tôi bao lâu? Cậu mà đi thì ngày mai họ lại tới, hôm nay họ bồi thường cho tôi bao nhiêu, ngày mai có thể tôi phải trả lại gấp 10 lần. Nếu tổn thất ít tiền thì chẳng sao, nhưng chúng tôi không chịu giày vò nổi đâu. Lý Dục Thần đã hiểu, họ đang sợ Lâm Thiếu Hằng đến báo thù. Nhưng hình như đúng thật là thế, dân thường gặp phải mấy chuyện này quả thật chỉ có thể nén giận. Lâm Thiếu Hằng, họ không chịu nhận tiền của anh. Vậy không còn cách nào khác nữa, tôi chỉ có thể đánh gãy cái chân còn lại của anh thôi, Lý Dục Thần nói. Nghe vậy, Lâm Thiếu Hằng hoảng sợ, vội bảo, đừng, tôi bồi thường, tôi nhất định sẽ bồi thường, vợ chồng ông không cần tính, để tôi tính cho, 500.000, à không, 1 triệu đã đủ chưa? Nói xong, anh ta cầm điện thoại lên quét mã thanh toán được dán trên tường để trả tiền. Điện thoại của bà chủ vang lên tiếng thông báo tinh. Chư phiêu bao đã nhận được 1 triệu. Vợ chồng chủ quán há hốc mồm. Cái quán nhỏ xíu này làm gì tới 1 triệu chứ? Lý Dục Thần nói, ông chủ bị các anh đánh bị thương, các anh không định bồi thường chút tiền thuốc men cho ông ấy à? Tôi bồi thường, Lâm Thiếu Hằng đang định trả tiền lần nữa. Nhưng Lý Dục Thần lại lên tiếng, không phải anh, là cả nhóm các anh, thế này đi, mỗi người đưa 500, ghi chú là chuyển tiền thuốc men đánh người. Tất nhiên, tôi không ép buộc, các anh không trả cũng được, thế thì mỗi người để lại một cái chân. Chúng tôi sẽ bồi thường. Mấy người nằm dưới đất nghe vậy liền vội vã đứng dậy, lấy điện thoại ra quét mã. Điện thoại của bà chủ quán liên tục có tiếng thông báo. Tinh, chư phiêu bao đã nhận được 500, tinh. Nghe thấy âm thanh thông báo liên tiếp này, hai vợ chồng chủ quán nướng lại tiếp tục trố mắt. Nếu là bình thường, âm thanh này có thể khiến họ vui muốn chết. Nhưng bây giờ họ lại nơm nớp lo sợ, sợ ngày mai những người này đều sẽ đến báo thù. Lý Dục Thần biết họ đang lo lắng điều gì, bèn cười trấn an. Yên tâm đi, không ai dám báo thù hai người đâu. Hai người giữ lại lịch sử giao dịch hôm nay, nếu hai người mà xảy ra chuyện gì, những người chuyển khoản cho hai người ngày hôm nay đều sẽ bị liệt vào danh sách kẻ tình nghi. Nếu cảnh sát không giải quyết,
hai người cứ đến tìm tôi sẽ giải quyết cho. Giờ hai vợ chồng họ mới hiểu, hóa ra mục đích bắt những người này chuyển khoản là đây. Họ sợ bị người ta báo thù, những người này càng sợ Lý Dục Thần tới tính sổ với mình hơn. Cảm ơn, cậu đúng là hiệp sĩ trong đời thực mà. Lâm Mộng Đình hiểu ý cười một tiếng, không ngờ Lý Dục Thần sẽ có mưu kế như thế này. Tiếng còi ô tô inh ỏi vọng lại từ phía xa xa. Tiếp đến là tiếng phanh xe chói tai truyền đi thật xa trong bóng đêm. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen đỗ sát bên lề đường. Theo sau là hai chiếc xe Land Rover. Có hai người bước xuống từ trên xe Mercedes-Benz, một người là tài xế, người còn lại là một người trung niên mặc vest trông hơn 30 tuổi. Người trung niên đứng nghiêm, cảnh giác quan sát xung quanh. Tài xế khom lưng mở cửa xe của hàng ghế sau. Sau đó một người bước xuống từ cửa xe sau, ông ta sầm mặt, vóc dáng không cao nhưng lại trông rất uy nghiêm. Người này chính là con trai cả của nhà họ Lâm, anh họ Lâm Thu Thanh, Lâm Lai Phong. Mặc dù Lâm Lai Phong là gia chủ, phụ trách quản lý sản nghiệp của gia tộc nhà họ Lâm trên danh nghĩa. Nhưng trên thực tế, địa vị của Lâm Lai Phong trong gia tộc cũng không thấp hơn Lâm Thu Thanh bao nhiêu, quy mô sản nghiệp hiện đang phụ trách cũng không nhỏ. Sau đó khoảng 7, 8 người đàn ông cao to nhảy xuống từ trên xe Land Rover. Họ vừa xuống xe đã nhanh chóng chia nhau ra, tạo thành vòng bảo vệ Lâm Lai Phong từ nhiều hướng và ở khoảng cách thích hợp. Người trung niên xuống xe đầu tiên thì đứng bên cạnh Lâm Lai Phong. Ngay khi đoàn xe vừa dừng lại, Lâm Thiếu Hằng đã bắt đầu kêu gào. Ha ha, bố tao tới rồi. Bố tao tới rồi, Lý Dục Thần, mày chết chắc rồi. Sau đó anh ta nói với về phía xa, bố ơi, con ở đây. Mau cứu con với, bố ơi, chú Dương, cứu con với. Lâm Lai Phong đi tới, trông thấy Lâm Thiếu Hằng đã bị gãy một chân nằm dưới đất, mặt liền biến sắc. Người trung niên bên cạnh ông ta tiến lên một bước, ngồi xổm xuống, sau đó véo chân Lâm Thiếu Hằng một cái. Lâm Thiếu Hằng hét toáng lên. Người trung niên ngước mặt lên, nói chân của cậu chủ bị gãy rồi ạ. Lâm Lai Phong nhíu mày, hỏi có chuyện gì vậy? Lâm Thiếu Hằng chỉ vào Lý Dục Thần, nó, chính nó đã đánh gãy chân con đấy ạ. Lúc này Lâm Lai Phong mới chú ý tới Lý Dục Thần. Là cậu à, Lâm Lai Phong hơi bất ngờ, tại sao cậu lại đánh con trai tôi? Vậy ông phải hỏi đứa con trai bảo bối của mình đã làm gì đi, Lý Dục Thần trả lời. Lâm Lai Phong sầm mặt, hừ, bất kể nó có làm gì, cậu cũng không được đánh nó. Ở thành phố Hòa chưa từng có ai dám động tới con trai Lâm Lai Phong tôi đâu. Lâm Mộng Đình đứng ra, bác cả, bác nghe cháu giải thích đã, là anh họ kéo người tới gây sự với bọn cháu trước, còn đập phá, đánh ông chủ quán này, nên Dục Thần mới ra tay dạy cho anh ta một bài học. Câm mồm, Lâm Lai Phong quát, dạy cho một bài học. Ha ha, nực cười. Từ khi nào mà người nhà họ Lâm làm việc lại đến lượt người ngoài dạy dỗ thế? Mộng Đình, trước giờ cháu luôn ngoan ngoãn, cũng cẩn thận, sao thằng nhóc này vừa tới là cháu đã trở nên vô kỷ luật thế hả? Bác cả, bác nói gì vậy? Cháu vô kỷ luật chỗ nào? Còn bảo không có à? Khuya rồi mà không ở nhà, lại chạy tới đây hẹn hò với đàn ông, còn ra thể thống gì nữa? Người ta mà biết sẽ nói nhà họ Lâm chúng ta không có gia giáo cho xem. Lâm Lai Phong ra vẻ ta đây là bậc chú bác trong nhà, bác xấu hổ thay cháu luôn đấy. Nếu bố cháu biết được thì còn mặt mũi đâu nữa mà làm gia chủ. Lâm Mộng Đình bị ông ta mắng đỏ cả mặt, tức trong lòng nhưng vẫn khó phản bác được. Lý Dục Thần bật cười, hóa ra gia giáo của nhà họ Lâm là để mặc cho con trai ra ngoài phá phách cướp bóc à. Con trai mình không lo quản, lại đi quản con gái của người khác. Cậu, Lâm Lai Phong không ngờ Lý Dục Thần lại dám nói như thế. Nhất thời tức giận không nói nên lời. Bố nói nhảm với chúng nó làm gì, còn không mau báo thù giúp con đi ạ, con muốn giết chết thằng oắt này, Lâm Thiếu Hằng chỉ vào mặt Lý Dục Thần, mặt mũi đầy dữ tợn, thằng họ Lý, mày xong đời rồi. Mày chết chắc rồi, tao sẽ cho mày biết kết cục khi chống đối tao. Lý Dục Thần bỗng quay phát đầu sang nhìn Lâm Thiếu Hằng. Anh ta giật nảy mình, co rúm lại. Khi phát hiện chú Dương đang ở bên cạnh mình mới yên tâm. Chú Dương trong lời anh ta tên là Dương Tử Hoa, là vệ sĩ được bố anh ta Lâm Lai Phong mời về. Người này cực kỳ giỏi võ, từng làm cho đoàn lính đánh thuê ở nước ngoài, là binh vương chính cống. Mà vệ sĩ bên cạnh Lâm Lai Phong, chính là những người xuống từ hai chiếc xe Land Rover,
đều được một tay Dương Tử Hoa huấn luyện. Ai cũng là cao thủ có thể lấy một chọi 10. Mấy tên mà Lâm Thiếu Hằng dẫn tới đều chẳng là gì so với những người này. Mặc dù Lý Dục Thần thể hiện sức chiến đấu cực mạnh, nhưng Lâm Thiếu Hằng tin rằng chỉ cần chú Dương ra tay, 10 tên Lý Dục Thần cũng không phải đối thủ. Chú Dương, mau giết nó giúp cháu với, Lâm Thiếu Hằng kêu gào. Cậu chủ, cậu đừng kích động, để tôi nối xương chân cho cậu trước đã. Dương Tử Hoa chẳng thèm nhìn Lý Dục Thần lấy một cái, tập trung xoa nắn chân cho Lâm Thiếu Hằng. Lâm Lai Phong cũng lo lắng dõi theo, cho đến khi Dương Tử Hoa dừng lại, ông ta mới hỏi, sao rồi, có bị sao không? Không sao, chỉ bị gãy xương thôi, tôi đã chỉnh lại vị trí của xương rồi, lát nữa đi bệnh viện xử lý thêm là ổn. Dương Tử Hoa nói xong mới ngước mắt nhìn về phía Lý Dục Thần, trong mắt lộ ra sát khí. Người này xử trí sao đây ạ? Lâm Lai Phong cau mày, có hơi do dự. Lý Dục Thần vừa mới cứu mạng của ông cụ. Mà ông cụ lại có vẻ rất coi trọng thằng nhóc này, vì nó mà cụ ấy suýt đã đuổi Nghiêm Tuệ Mẫn về nhà mẹ đẻ ở thành phố Mai. Ông cụ luôn rất dễ tính, có thể vì tên nhóc này, không ngại trở mặt với nhà họ Nghiêm ở thành phố Mai, đúng là hiếm thấy. Điều quan trọng hơn là Lâm Mộng Đình cũng có mặt tại hiện trường. Giết Lý Dục Thần ngay trước mặt Lý Dục Thần thì chắc chắn không được. Mộng Đình, bác sai người đưa cháu về trước, muộn rồi, bố mẹ cháu sẽ lo lắng lắm, Lâm Lai Phong nói. Tim Lâm Mộng Đình đập mạnh một nhịp, cô có dự cảm không lành. Không cần đâu bác cả, cháu sẽ tự đi về. Sao thế, giờ cháu cũng không chịu nghe lời bác cả luôn à. Bác bảo cháu về thì về đi. Khi Lâm Mộng Đình đang đắn đo phải từ chối như thế nào, thì bỗng nghe Lâm Thiếu Hằng la lên. Bố không được thả Mộng Đình đi, cô ta về nhà chắc chắn sẽ mách lẻo với ông nội. Lâm Lai Phong nguyết anh ta, con có ý gì? Lâm Thiếu Hằng đáp bố, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, xử lý cả hai bọn nó luôn. Thằng già đã bệnh thành như thế, không có Lý Dục Thần chữa bệnh cho ông ta sẽ không sống được mấy ngày đâu, đến lúc đó gia nghiệp của nhà họ Lâm. Anh ta còn chưa nói dứt lời, Lâm Lai Phong đã đi qua tát anh ta một bạt tai. Đứa con trai vô dụng này khiến ông ta sầu muốn chết. Cho dù có ý định này thì sao có thể nói ra trước mặt người khác được. Bố, Lâm Thiếu Hằng tỏ ra tủi thân. Lâm Lai Phong thở dài. Cái tát này vẫn hơi muộn. Ông ta nhìn về phía Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình, vẻ sát khí thoáng hiện trên mặt. Lý Dục Thần kéo Lâm Mộng Đình lùi về sau một bước, nói cậu cả Lâm, anh muốn đuổi tận giết tuyệt thật đấy à? Lâm Thiếu Hằng tưởng Lý Dục Thần sợ hãi, bèn cười ha hả, họ Lý, giờ mày biết sợ rồi à? Tao nói cho mày biết, muộn rồi. Mày làm tao gãy một cái chân, hôm nay tao sẽ bắt mày đền mạng. Lý Dục Thần đáp lời, cậu cả Lâm, dù sao cũng phải chết, có thể cho tôi chết một cách rõ ràng được không? Anh nói anh không ưa tôi, muốn tôi chết thì có thể hiểu được, nhưng Mộng Đình là em họ của anh, tại sao anh lại không chịu bỏ qua cho cô ấy? Lâm Thiếu Hằng hung dữ đáp, cô ta á, ai bảo cô ta là con gái của Lâm Thu Thanh chứ? Nhà họ Lâm vốn là của bọn tao, đáng lẽ gia chủ phải là bố tao, dựa vào đâu mà Lâm Thu Thanh lại chiếm đoạt. Cho nên anh đã sai người theo dõi Mộng Đình, hai kẻ định bắt cóc cô ấy trên đường lần trước là do anh sai khiến phải không? Lâm Mộng Đình kinh hãi. Lý Dục Thần vừa hỏi, vừa quan sát sắc mặt của Lâm Lai Phong. Chỉ thấy Lâm Lai Phong nghe được lời này thì tỏ ra kinh ngạc. Anh biết ngay mà, vụ bắt cóc Lâm Mộng Đình là cậu ấm này tự ý chủ trương. Quả nhiên là thằng con hại bố. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của bố mình, lại cúi đầu nhìn cái chân gãy của mình, Lâm Thiếu Hằng ngẩng đầu lên, quyết tâm liều mạng. Phải, là tao sai khiến đó, thế thì sao? Dù sao hôm nay chúng mày cũng không có cơ hội sống sót trở về đâu. Lâm Lai Phong nhìn Lâm Thiếu Hằng lắc đầu, thở dài một hơi rồi bảo Dương Tử Hoa, ra tay đi. Dương Tử Hoa đứng dậy, nhẹ nhàng giơ tay lên. Tám gã vệ sĩ mà ông ta dẫn tới xông lên bao vây Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Lý Dục Thần cũng không để ý tới họ, chỉ nhìn Lâm Lai Phong, hỏi. Ông muốn ra tay thật sao? Mí mắt Lâm Lai Phong run lên. Ông ta biết rất rõ, một khi đi một bước này thì sẽ không còn đường quay đầu. Giết Lý Dục Thần chẳng sao cả, nhưng Lâm Mộng Đình thì khác, cô là con gái của Lâm Thu Thanh, cũng là cháu gái cưng của ông cụ. Nhưng những lời mà Lâm Thiếu Hằng đã nói khiến ông ta không còn đường lui.
Nếu nhà họ Lâm biết chuyện này, có lẽ ông cụ sẽ không làm gì ông ta, nhưng chắc chắn địa vị của ông ta ở nhà họ Lâm sẽ xuống dốc không phanh. Ông ta cũng không thể hiểu nổi tại sao hai đứa con trai của mình lại không giống nhau chút nào. Một đứa thông minh giỏi giang, một đứa lại ngu như heo. Thôi được, giấu nghề cũng đã nhiều năm, đến lúc bộc lộ tài năng thật sự rồi. Lúc cậu đánh gãy Thiếu Hằng thì lẽ ra phải nghĩ tới bước này, Lâm Lai Phong lạnh lùng đáp. Thế ư, vậy ông đã nghĩ ra bước tiếp theo chưa? Nhìn dáng vẻ không nghĩ là vậy của Lý Dục Thần, Lâm Lai Phong cũng hơi thấp thỏm trong lòng. Harry Potter fanfic. Bước tiếp theo, ý cậu là gì? Không có gì, Lý Dục Thần nói, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu nữa thôi, ngày tháng năm sinh của ông cụ là do ông tiết lộ đúng không? Người Lâm Lai Phong vô thức run nhẹ nhẹ. Ông ta không trả lời, chỉ nói với Dương Tử Hoa. Tử Hoa, Mộng Đình là cháu gái của tôi, đừng làm con bé bị thương, đưa nó đến biệt thự Lâm Giang, chỗ này giao cho anh đấy. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua Lâm Mộng Đình rồi quay lưng đi, rảo bước đi cùng tài xế về phía chiếc Mercedes-Benz. Lý Dục Thần đã hiểu. Kẻ nội gián của nhà họ Lâm chính là Lâm Lai Phong. Dùng chiêu trò mây đen bao trùm khiến nhà họ Lâm từ từ suy yếu. Khi Lâm Thu Thanh cố gắng tìm mọi cách cũng không thể cứu vãn thế thua của nhà họ Lâm, công việc kinh doanh càng ngày càng thua lỗ. Người nhà họ Lâm sẽ phải cân nhắc xem ông ta có còn phù hợp với vị trí gia chủ nữa không. Mà ông cụ lại càng ngày càng yếu, vì tương lai của gia tộc, họ không thể không thận trọng trong vấn đề suy xét để ai làm người nối nghiệp. Sự nghiệp của Lâm Thu Thanh không thuận lợi, Lâm Lai Phong làm đâu chắc đấy, lại còn có một đứa con út được gọi là thiên tài. Như vậy, Lâm Lai Phong sẽ có thể trở thành gia chủ nhà họ Lâm, kế thừa phần lớn sản nghiệp của gia tộc một cách hợp tình hợp lý. Có lẽ vì sự xuất hiện của Lý Dục Thần khiến Lâm Lai Phong cảm nhận được sự đe dọa. Nếu như Lâm Thu Thanh có thêm một đứa con rể, hơn nữa đứa con rể này còn được ông cụ chọn từ trước, vậy thì xác suất kế hoạch của Lâm Lai Phong thành công sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vì vậy ông ta mới thay đổi kế hoạch, tìm cách khiến ông cụ chết nhanh hơn để giành chiến thắng trong lúc hỗn loạn. Chắc có lẽ ông ta không ngờ Lý Dục Thần lại có thể chữa khỏi bệnh cho Lâm Thượng Nghĩa. Do đó, Lâm Thiếu Hằng đến tìm Lý Dục Thần có lẽ bởi vì ông ta cố tình dung túng. Một khi thành công, ông ta sẽ có thể thuận lợi diệt trừ mối họa trong lòng, nếu có rủi ro gì thì đẩy trách nhiệm lên đầu đứa con trai ngu xuẩn của mình, dẫu sao Lâm Thiếu Hằng cũng đã ngang ngược thành thói, cả nhà họ Lâm đều biết. Lý Dục Thần phải khâm phục mưu cơ của Lâm Lai Phong. Kể cả khi đến giờ phút này, ông ta có sai Dương Tử Hoa giết Lý Dục Thần thì cũng phải giữ mạng Lâm Mộng Đình lại. Có lẽ không phải vì tình thân gì đó, mà là do Lâm Mộng Đình không gây hại cho ông ta, giữ lại trong tay, tương lai trở mặt với Lâm Thu Thanh, cô sẽ là một con bài tốt. Đúng là đa mưu túc trí nhỉ. Lâm Lai Phong vừa quay người đi, Dương Tử Hoa đã hỏi Lý Dục Thần, cậu muốn chết như thế nào? Anh lắc đầu, tôi không muốn chết. Lâm Thiếu Hằng cười nhạo, Lý Dục Thần. Chẳng phải ban nãy mày oai lắm sao, sao giờ lại sợ rồi? Không muốn chết thì cầu xin tao đi này, quỳ gối trước mặt tao, dập đầu mấy cái, có lẽ cậu đây sẽ vui, rồi cũng sẽ không bỏ qua cho mày đâu, ha 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 ha. Lý Dục Thần phớt lờ anh ta, lấy điện thoại ra xem giờ giấc. Gần đến giờ rồi, đáng lẽ phải tới rồi chứ nhỉ, anh lẩm bẩm. Dương Tử Hoa vung tay lên, ra tay. Cả đám vệ sĩ lao tới. Một bóng người bỗng dưng xuất hiện như thiên thần giáng xuống từ trên trời, người nọ lẻn vào trong đám đông, chắn trước mặt Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình, vừa giơ tay tên, cả tám gã vệ sĩ đều văng ra xa. Và ngay lúc bóng người này xuất hiện, Dương Tử Hoa cũng hành động. Ông ta di chuyển cực kỳ nhanh, xài một bước dài, đấm thẳng về phía huyệt thái dương của người nọ. Người nọ quay lưng lại, dùng chưởng chọi quyền, lấy đá chọi đá đối đầu với Dương Tử Hoa. Một tiếng bóp thật nhỏ vang lên, nắm đấm của Dương Tử Hoa bị tay người nọ giữ lại. Người nọ xoay tay, Dương Tử Hoa lập tức mất thăng bằng. Nhưng dù sao Dương Tử Hoa cũng không phải đèn cạn dầu, trong lúc bị xoay tròn, ông ta đã dùng tay còn lại rút một con dao găm ra, xoay con dao một vòng trên tay rồi chém về phía cổ của người nọ. Người đàn ông quay mặt đi, nới lỏng tay buông Dương Tử Hoa ra. Dương Tử Hoa thuận thế vặn người. Rút một khẩu súng lục từ thắt lưng ra nhắm thẳng vào người đàn ông. Nhưng ông ta còn chưa kịp bóp cò thì thân súng đã bị người đàn ông kia tóm lấy. Người đàn ông chỉ lắc nhẹ, động tác nhanh như tia chớp,
khẩu súng đã bị mở ra, chỉ còn lại báng súng trong tay Dương Tử Hoa. Sau đó, một nguồn năng lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện nâng Dương Tử Hoa lên. Dương Tử Hoa lộn ngược ra sau rồi rơi xuống đất, tay trái còn cầm dao găm, tay phải cầm súng ngồi xổm trên mặt đất, cố gắng ổn định thân thể của mình để chuẩn bị phát động tiến công lần nữa. Đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng người tới, ông ta lại khiếp hãi, kinh sợ nói. Ông hai! Người kinh hãi không chỉ có ông ta mà còn có Lâm Thiếu Hằng và Lâm Mộng Đình. Hai người gần như đồng loạt thốt lên, ông hai. Sự khác biệt chính là trong khi Lâm Mộng Đình đầy bất ngờ vui sướng thì Lâm Thiếu Hằng lại kinh hãi sợ sệt. Người đến là Lâm Thiền Minh, người luôn bên cạnh Lâm Thượng Nghĩa nhiều năm nay. Lúc này, Lâm Lai Phong vừa đi đến bên đường, chuẩn bị lên xe, vừa nghe thấy thanh âm thì trong lòng liền vô cùng chấn động. Mặc dù Lâm Thiền Minh không phải thật sự là người nhà họ Lâm, nhưng ông ấy là người mà Lâm Thượng Nghĩa tin tưởng nhất, cũng là người duy nhất khiến Lâm Lai Phong cảm thấy sợ hãi. Cửa xe đã mở sẵn. Lâm Lai Phong đứng bên cạnh cửa xe, không lên xe cũng không quay lại, nhất thời luống cuống không biết nên làm gì. Gió đêm mùa hè có chút lạnh, thậm chí còn lạnh hơn cái lạnh cuối thu. Đứng như vậy chỉ trong vài chục giây, Lâm Lai Phong lại cảm thấy như vài thập niên đã trôi qua. Biết bản thân phải đối mặt, trong đầu ông ta nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó, sau đó quay đầu lại. Chú hai, Lâm Lai Phong đi tới trước mặt Lâm Thiền Minh hỏi, sao chú lại đến đây? Nếu như tôi không đến thì cục diện đêm nay cậu định tính toán thế nào? Giọng nói của Lâm Thiền Minh không lớn, nét mặt cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng Lâm Lai Phong lại cảm thấy một cảm giác bị áp bức vô hình rất lớn. Chú hai, chỉ là đám con nít cãi nhau mà thôi, không có gì nghiêm trọng. Cãi nhau, Lâm Thiền Minh liếc nhìn Dương Tử Hoa, cãi nhau kiểu gì mà thế này. Ngay cả súng cũng đã rút ra rồi. Chú hai, chính là bởi vì náo loạn đã đi quá xa cho nên cháu mới bảo Tử Hoa tới dạy dỗ bọn chúng một chút, Lâm Lai Phong nói. Lâm Thiền Minh quay lại hỏi Lâm Mộng Đình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Mộng Đình kể lại đại khái về những chuyện đã xảy ra. Cô ấy kể chuyện rất huyền chuyển. Không nói ra những điều vô liêm sỉ mà Lâm Thiếu Hằng đã nói, nhưng chỉ như vậy thì cũng đã khiến cho Lâm Thiền Minh cau mày rồi. Cái cau mày đó khiến cho Lâm Thiếu Hằng vô cùng sợ hãi. Ông hai, đừng nghe cô ta nói bậy, hoàn toàn không phải như vậy đâu. Là do nó, do Lý Dục Thần đánh gãy chân của cháu trước, sau đó cháu mới đánh trả. Lâm Lai Phong nói, đúng vậy chú hai, vốn cháu cũng không muốn nhiều lời xen vào. Cậu ta là cháu rể được ông cụ tự tay lựa chọn, cậu ta cũng vừa chữa khỏi bệnh cho ông cụ, cho nên dù thế nào đi chăng nữa thì cháu cũng nên nể mặt. Nhưng chú nhìn xem, Thiếu Hằng đã làm sai chuyện gì chứ, cùng lắm chỉ có chút hỗn xược, điều đó ai cũng biết. Cậu ta đánh Thiếu Hằng ra nông nỗi này, chú nói xem, cháu phải làm thế nào đây? Ý của cậu là lúc nãy Mộng Đình đã lừa tôi sao? Mộng Đình trước giờ luôn là đứa trẻ ngoan, nhưng gã họ Lý kia không phải là người tốt. Mộng Đình nhất định đã bị cậu ta mê hoặc, nếu không thì con gái nhà họ Lâm chúng ta sao có thể chạy theo một người đàn ông đến một nơi như thế này để hẹn hò vào lúc nửa đêm. Cháu nhìn thấy cũng chịu không nổi, lúc nãy chỉ dạy dỗ vài câu mà con bé đã phản cháu, thật uổng công bọn cháu quan tâm đến con bé như vậy. Chú! Lâm Mộng Đình chưa bao giờ thấy một người trơ trẽn như vậy, cô cũng không biết làm thế nào để phản bác. Lâm Thiền Minh cau mày. Quả thật! Bây giờ người bị thương chính là Lâm Thiếu Hằng. Những chuyện khác đều chỉ là lời nói một phía của Lâm Mộng Đình chứ không có chứng cứ. Mộng Đình, cháu phải chịu trách nhiệm về những gì mình vừa nói, Lâm Thiền Minh nhắc nhở. Lâm Mộng Đình nói, cháu dùng nhân cách của mình để đảm bảo những lời cháu nói đều là sự thật. Cái dám, cô có thể đảm bảo cái quái gì chứ, cô có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ thì lời cô nói đều là vu khống. Lâm Thiếu Hằng hét lớn. Cho dù anh ta có ngu xuẩn đến đâu thì cũng biết sự tình đang trở nên rất nghiêm trọng, cho nên những chuyện lúc nãy có đánh chết anh ta cũng không thừa nhận. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng Lý Dục Thần nói, muốn chứng cứ thì cũng đơn giản thôi, Hoàng Tam, ra đây. Đến đây, đến đây. Mọi người nghe thấy tiếng nói thì nhìn xung quanh, sau đó chỉ thấy một người đang bò ra khỏi đám rác rưởi. Tên này vốn nằm trong băng xã hội đen do Lâm Thiếu Hằng mang đến. Sau đó giả vờ bị Lý Dục Thần đánh ngã rồi nằm rên rỉ trên mặt đất. Giờ phút này trong tay anh ta đang cầm một chiếc điện thoại di động. Cậu Lý, Hoàng Tam đi tới trước mặt Lý Dục Trần,
cúi đầu đưa điện thoại lên, tôi đã ghi lại tất cả những chuyện vừa xảy ra theo lệnh của cậu. Đây là kế hoạch mà Lý Dục Thần đã sắp xếp từ trước. Ngay từ lúc hẹn ăn thịt nướng với Lâm Mộng Đình thì anh đã sắp xếp xong kế hoạch này trong đầu. Trước tiên phải khiến cho Mã Sơn tìm cách tiết lộ tin tức cho Thái Vĩ Dân trước. Thông qua phản ứng của Thái Vĩ Dân thì có thể phán đoán người này có thể dùng được hay không dùng được. Thái Vĩ Dân báo cho Lâm Thiếu Hằng, lại gọi điện cho Lý Dục Thần. Nếu như Lâm Thiếu Hằng muốn động vào Lâm Mộng Đình thì nhất định sẽ đến. Đây là một cơ hội hiếm có. Lý Dục Thần muốn điều tra rõ ràng việc Lâm Thượng Nghĩa bị người ta dùng bí pháp sách đinh đầu tiễn hãm hại có phải là do Lâm Thiếu Hằng giở trò hay không. Nhưng dù sao Lâm Thiếu Hằng cũng là người nhà họ Lâm, đặc biệt là từ khi Lâm Mộng Đình nói cho anh rằng ông cụ luôn cảm thấy luôn mắc nợ cả nhà Lâm Lai Phong, nên đương nhiên anh cũng biết mình cần phải tìm một nhân chứng đáng tin và có tiếng nói trong chuyện này. Vì thế, anh nghĩ đến Lâm Thiền Minh. Vừa hay, trong lúc ở bệnh viện, để tiện liên lạc trực tiếp với Lâm Thượng Nghĩa, anh đã thêm WeChat và số điện thoại của Lâm Thiền Minh vào điện thoại. Sự phát triển của mọi việc thật sự khiến Lý Dục Thần thất vọng. Ban đầu anh tưởng Lâm Thiếu Hằng chỉ là một tên đầu óc đơn giản kém thông minh, cho rằng anh ta chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, chuyện sách đinh đầu tiễn không hề liên quan tới anh ta. Nếu đúng như thế, anh chỉ định dạy cho anh ta một bài học. Không ngờ, Lâm Lai Phong lại tự mình đến. Mà Lý Dục Thần đã xác định, Lâm Lai Phong nhất định có liên quan đến sách đinh đầu tiễn, nếu ông ta không phải là kẻ chủ mưu thì cũng là đồng lõa. Thấy Hoàng Tam cầm điện thoại di động bước ra, Lý Dục Thần mỉm cười. Chuyện này đã nằm trong dự tính của anh. Ban đầu, anh định để Mã Sơn đóng giả thành người này, nhưng mà Mã Sơn quá gây chú ý, người khác dễ nhận ra. Thế nên Hoàng Tam phù hợp hơn, người này chẳng khác nào một tên vô công dỗi nghề ăn chơi lêu lổng, xen lẫn bên trong những người đó thì diễn như không diễn vậy. Mà Hoàng Tam cũng thật sự diễn hết mình. Ở trong mắt anh ta, Lý Dục Thần là thần, có thể điều khiển sấm sét. Là một vị thần trưởng quản sinh tử. Có cơ hội thể hiện tốt như thế, sao anh ta có thể không ra sức, sao mà dám không ra sức chứ? Lý Dục Thần kêu Hoàng Tam mở video. Hoàng Tam cũng rất lanh trí, trong khi phát video, anh ta tua nhanh những đoạn dâu ria rồi dừng lại ở đoạn quan trọng. Nghe thấy tiếng cười cùng với vẻ mặt dữ tợn của Lâm Thiếu Hằng trong video truyền ra, thêm mấy lời nói muốn thưởng Lâm Mộng Đình cho đám lưu manh kia. Sắc mặt của Lâm Thiền Minh nhanh chóng thay đổi. Nhưng ông ấy vẫn bình tĩnh mà xem đoạn phim. Cho đến lúc sau, Lâm Thiếu Hằng thừa nhận đã bắt cóc Lâm Mộng Đình, còn nói, lão già kia cũng không sống được mấy ngày, Lâm Thiền Minh đã giật lấy điện thoại khi nghe thấy những lời này. Lâm Thiếu Hằng đã sợ đến mức mặt trắng bệch, không còn giọt máu. Chú hai, chú nghe cháu giải thích, Lâm Lai Phong còn cố gắng dẫy dụa tới phút cuối cùng. Không cần phải giải thích với tôi. Lâm Thiền Minh giận dữ nói trở về từ đường nhà họ Lâm, đi mà giải thích với liệt tổ liệt tông. Dứt lời, ông ấy vung tay áo, cậu Lý, Mộng Đình, chúng ta đi. Lý Dục Thần nói, ông cứ đưa Mộng Đình về trước, tôi và cậu Lâm còn vài món nợ phải tính sổ. Lâm Thiền Minh sửng sốt, bọn họ phải chịu gia pháp của nhà họ Lâm, cậu cần gì phải làm chuyện thừa. Lý Dục Thần mỉm cười, nhà họ Lâm thì có gia pháp của nhà họ Lâm. Còn Lý Dục Thần tôi thì có quy tắc của mình. Lâm Thiền Minh không hề nói gì, chỉ gật đầu, Mộng Đình, chúng ta đi thôi. Chuyện tin hay. Trong lòng Lâm Mộng Đình có chút lo lắng, nhưng bản thân cô cũng không rõ rốt cuộc là lo lắng cho an nguy của Lý Dục Thần hay là sợ anh sẽ xuống tay quá tàn nhẫn. Cô len lén liếc mắt nhìn Lý Dục Thần, anh cẩn thận một chút. Yên tâm đi, về nhà nhớ ngủ một giấc thật ngon vào. Muốn ăn đồ nướng thì nhắn tin cho tôi. Chúng ta lại tới quán cũ, Lý Dục Thần nói. Lâm Mộng Đình hiểu ý anh, mỉm cười rồi đi theo Lâm Thiền Minh. Nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất ở giao lộ. Lý Dục Thần mới nhìn về phía Lâm Thiếu Hằng. Mày tính làm gì? Hình như tôi đã từng nói, nếu anh mà dở trò, tôi sẽ đánh gãy nốt cái chân kia của anh. Mày nói dở trò gì? Tao đã làm theo lời mày rồi. Nhưng mà, anh đã gọi bố của anh tới. Như thế không tính là dở trò sao? Hơn nữa, anh đối xử với Mộng Đình như vậy, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, anh đã nói rất nhiều lời không nên nói. Miệng anh hôi thối như vậy à? Nết tôi cũng kỳ, rất ghét loại người mồm miệng thúi hoắc như anh, tôi đang nghĩ cần dùng cách nào để chặn họng anh lại, tránh cho sau này anh lại làm người ta khó chịu.
Lý Dục Thần nói rồi thì tiến từng bước về phía trước. Mày, mày đừng có mà qua đây, Lâm Thiếu Hằng sợ đến mức liên tục lui về phía sau. Dương Tử Hoa lóe người, chắn bên cạnh Lâm Thiếu Hằng, lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần. Họ Lý, đừng có mà khinh người quá đáng. Lâm Lai Phong nói, nếu cậu dám đụng tới Thiếu Hằng lần nữa, tôi nhất định sẽ giết cậu. Đừng tưởng chú hai đến đây một chuyến thì tôi sẽ không dám làm gì cậu. Mắt của Hoàng Tam lóe sáng. Đây chính là ông lớn nhà họ Lâm. Là nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Hòa. Anh ta đang rất muốn xem thử, rốt cuộc là ông lớn sừng sỏ của thành phố Hòa hay là vị thần có thể điều khiển sấm chớp này lợi hại hơn. Lý Dục Thần khẽ cười nói, giết được tôi rồi hãng nói. Lâm Lai Phong giờ phút này cũng đã vô cùng tức giận, chuyện Chu Tính cả nửa đời sắp thành, ông ta cũng sắp hết khổ ở nhà họ Lâm, thế mà lại bị thằng nhóc này phá hủy. Trong lòng ông ta rất rõ, đêm nay ông ta không thể trở lại nhà họ Lâm. Nếu như trở về, dù ông cụ Lâm có thiên vị nhà họ cỡ nào chăng nữa nhưng gia pháp của tổ tông truyền lại vô tình, ông ta không chịu nổi. Cũng may, ông ta còn chừa cho mình đường lui. Chỉ cần ông cụ không đuổi cùng giết tận, cho ông ta một khoảng thời gian để dưỡng sức thì ông ta có thể đợi thời trở lại. Là tự mày tìm chết. Lâm Lai Phong đổ hết oán hận của bản thân lên Lý Dục Thần. Tử Hoa, giết nó. Dương Tử Hoa đã có chuẩn bị từ sớm, nghe được mệnh lệnh thì phi thân nhào tới. Ra chiêu nào cũng đều là sát chiêu, con dao găm trong tay vẽ ra một đường sáng bạc, mũi dao mang theo một tia kiếm khí, phá vỡ không gian, cắt thẳng đến yết hầu của Lý Dục Thần. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ là dao găm lại đột ngột dừng ở vị trí cách Lý Dục Thần hai tấc. Lý Dục Thần đã dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi dao. Dương Tử Hoa không nhìn thấy rõ động tác của Lý Dục Thần. Ông ta lại dùng sức đẩy về phía trước, nhưng con dao không tiến thêm được chút nào. Sau đó ông ta muốn rút dao về, kết quả như cũ, con dao không hề di chuyển. Giống như nó đã bị một cái kìm sắt kẹp chặt. Dương Tử Hoa thở hổn hển, lực ngón tay của người này quả thật không thể tưởng tượng. Con dao cứ thế đứng im như thế, ngón tay Lý Dục Thần lại hơi động đậy. Con dao găm quân dụng bằng thép đó bỗng gãy thành mấy mảnh, lại kẹt rơi xuống đất. Dương Tử Hoa sửng sốt. Sau đó Lý Dục Thần lật cổ tay lại, túm lấy mu bàn tay của Dương Tử Hoa, hất ông ta tung ra sau. Dương Tử Hoa văng ra sau, đập mạnh cả người xuống đất. Ông ta không thể tin được nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói, nền tảng công phu của ông không tệ nhưng tiếc là ông đã đi sai đường, lấy việc giết người làm niềm vui, gạt bỏ ý nghĩa thực sự của võ thuật. Ông chỉ vừa chạm tới ngưỡng ám kình, mà ông hai nhà họ Lâm đã là ám kình đỉnh cao, nếu gặp cơ duyên thì vẫn có thể bước vào ngưỡng cửa hóa kình. Chắc ông cũng cảm nhận được chênh lệch giữa hai người. Ông hai Lâm khi nãy tháo súng của ông, dùng thông tí kính đẩy ông ra, còn tôi bẻ gãy con dao của ông, chỉ dùng sức cánh tay là có thể để đẩy ông ra chẳng khác gì ông hai Lâm. Ông nghĩ thực lực của tôi so với ông hai Lâm thì thế nào? Dương Tử Hoa hoảng sợ, cậu là cao thủ hóa kình. Sau đó ông ta lại lắc đầu, không thể nào. Lý Dục Thần không giải thích thêm nữa mà đi về phía Lâm Thiếu Hằng. Lâm Thiếu Hằng hoảng sợ đến mức bật khóc, bố, cứu con. Bố! Cuối cùng Lâm Lai Phong cũng biến sắc, vội nói, khoan đã, cậu tha cho con trai tôi, cậu muốn gì, tôi có thể làm cho cậu. Lý Dục Thần lắc đầu, ông không thể cho được thứ tôi muốn. Nói rồi anh vung tay lên. Ngón tay lướt qua mặt Lâm Thiếu Hằng. Lâm Thiếu Hằng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì răng đã rụng đầy đất. Anh ta nôn ra máu, miệng gọi bố mấy tiếng nhưng không thể phát âm rõ ràng, gào khóc như đứa trẻ. Dương Tử Hoa đứng ở một bên, không dám ra tay. Lý Dục Thần nhấc chân đá vào cái giỏ lành lặn của Lâm Thiếu Hằng. Cuối cùng Lâm Lai Phong cũng sợ rồi. Trơ mắt nhìn con trai bị người ta làm hại nhưng lại không thể làm gì, đây là nỗi sỉ nhục và uất ức nhất mà cả đời này ông ta chưa từng trải qua. Lý Dục Thần, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu tha cho con trai tôi, Lâm Lai Phong khàn giọng nói. Lý Dục Thần nhấc chân lên nói, vậy ông nói cho tôi biết phu sư dùng sách đinh đầu tiễn đó đang ở đâu. Sách đinh đầu tiễn? Có vẻ đây là lần đầu tiên Lâm Lai Phong nghe thấy cái tên này, mặt đầy vẻ hoang mang. Lý Dục Thần không khỏi nghi ngờ, lẽ nào mình đoán sai rồi. Ông đưa bát tự của ông cụ Lâm cho ai, anh hỏi một câu khác. Lâm Lai Phong hơi do dự nhưng nhìn thấy con trai nằm dưới đất bèn thở dài nói.
tôi nói rồi thì cậu có thể tha cho con trai tôi không? Lý Dục Thần cười nhạo. Tiếng cười này khiến Lâm Thiếu Hằng run rẩy. Được, Lý Dục Thần khinh thường nói, các người chỉ như con kiến hôi mà thôi, chỉ cần các người không tự tìm đường chết thì sẽ không chết. Nhưng nếu ông dám gạt tôi, vậy cái giá không chỉ là mạng sống của con ông đâu. Mấy lời này đã kích thích nội tâm của Lâm Lai Phong. Ông ta sống nửa đời người nhưng chưa từng chịu tủi nhục như vậy. Được, tôi nói cho cậu biết, là Triệu Thần Dương. Lâm Lai Phong khẽ run lên, cố gắng kiềm chế bản thân. Triệu Thần Dương là ai? Lý Dục Thần hỏi. Lâm Lai Phong hơi bất ngờ, Lý Dục Thần thế mà không biết Triệu Thần Dương. Cậu chủ nhà họ Triệu, con trai của Triệu Tứ Hải, thấy Lý Dục Thần còn đang mù mờ. Lâm Lai Phong tiếp tục giải thích, thành phố Hỏa có bốn gia tộc lớn là Lâm, Triệu, Phùng, Cha. Căn cơ của nhà họ Cha ở Hải Thành, không qua lại nhiều với các gia tộc khác. Ba gia tộc còn lại đều có lợi thế, có cạnh tranh và cũng có hợp tác riêng. Hiện tại đà phát triển của nhà họ Lâm và nhà họ Triệu đều tốt hơn nhà họ Phùng, cũng vì thế mà sự cạnh tranh giữa hai nhà cực kỳ quyết liệt, trong sáng ngoài tối đều giở thủ đoạn với nhau. Ai thắng thì người đó là gia tộc đứng đầu thành phố Hòa. Giành được danh tiếng đứng đầu quan trọng đến thế sao? Không đơn giản chỉ là danh tiếng. Người nào đứng đầu thành phố Hòa thì sẽ có ảnh hưởng lớn trong việc hoạch định chính sách và lên phương án phát triển thành phố. Điều đó đồng nghĩa với ưu thế kiểm soát phần lớn tài nguyên của thành phố Hòa, cũng có thể lấy được tài nguyên của tỉnh, thậm chí là cao hơn nữa. Thế nên ông mới ăn cây táo, rào cây sung, giúp nhà họ Triệu đối phó với nhà họ Lâm. Tôi, sao tôi lại cam lòng giúp nhà họ Triệu được? Tôi chẳng qua là suy tính lâu dài hơn thôi. Lâm Thu Thanh thiếu quyết đoán, thân là gia chủ mà lại lãng phí không biết bao nhiêu cơ hội tốt. Mấy năm nay, ở trong ngành bất động sản và ngành quang điện, rõ ràng chúng tôi chiếm ưu thế nhưng cuối cùng hai nhà lại chia đôi lợi ích, còn để nhà họ Phùng có cơ hội chen chân vào, dự án phát triển lớn như Hồ Linh Sơn đã bị nhà họ Phùng cướp mất. Lâm Lai Phong uất hận hừ một tiếng. Hừ, nếu để tôi lên quản lý thì nhà họ Lâm đã đứng đầu thành phố Hòa từ lâu rồi, nào đến lượt nhà họ Triệu ông ta. Thấy Lâm Lai Phong tức giận như thế, Lý Dục Thần tin những gì ông ta nói có thể là thật. Tính cách Lâm Thu Thanh thật thà chất phác hơn Lâm Lai Phong, nói dễ nghe là người khiêm tốn, nói khó nghe là bảo thủ. Còn Lâm Lai Phong là người không từ thủ đoạn. Lý Dục Thần không hiểu về việc làm ăn kinh doanh, nhưng anh biết cách làm người. Cũng giống như tu hành, chỉ vì cái lợi trước mắt, nhất thời dẫn trước cũng chỉ là đốt cháy giai đoạn. Nếu để Lâm Lai Phong quản lý sản nghiệp của nhà họ Lâm, có lẽ nhà họ Lâm đã trở thành gia tộc đứng đầu thành phố Hòa trong những năm này. Nhưng về lâu về dài, gia tộc cũng suy tàn. Cho nên chuyện ông cụ Lâm chọn Lâm Thu Thanh làm gia chủ không phải vì ông cụ thiên vị con trai mình. Nhưng đối với Lâm Lai Phong thì ông cụ rõ ràng đã bất công với ông ta. Ông ta cảm thấy rằng mình tốt hơn Lâm Thu Thanh về mọi mặt nhưng lại không được coi trọng. Điều này luôn khiến cho ông ta cảm thấy không công bằng, thời gian càng lâu thì tâm lý của ông ta lại càng vặn vẹo, sinh ra hận ý đối với Lâm Thượng Nghĩa cùng Lâm Thu Thanh. Lý Dục Thần đã nhìn thấu Lâm Lai Phong. Ông có biết Triệu Thần Dương đã lấy bát tự của ông cụ Lâm không? Biết, bọn họ thuê được một thầy phong thủy, nghe nói thông thạo âm dương, có thể tính nhân tính mệnh. Bọn họ lấy bát tự của ông cụ đi để tính xem ông cụ còn có thể sống được bao nhiêu ngày. Chỉ đơn giản như vậy sao? Chứ có thể làm gì nữa? Lý Dục Thần lắc đầu, ông không biết mình đã bị người ta lợi dụng rồi sao? Bọn họ đúng là có thuê người. Nhưng không phải thầy phong thủy mà là thầy phù thủy. Bọn họ lấy bát tự của ông cụ đi để thi triển, đinh đầu tiễn thư. Đó là một loại vu thuật, sau khi thi triển thì người bị hại sớm nhất là 7 ngày, chậm nhất là 49 ngày nhất định chết bất đắc kỳ tử. Làm sao có thể như vậy được, Lâm Lai Phong giật mình nói. Hừ, những người tầm thường làm sao có thể biết được loại kỳ thuật này? Tôi hỏi ông. Khi Triệu Thần Dương lấy được bát tự của ông cụ thì có phải hắn ta cũng muốn có bát tự của ông không? Có phải hắn ta nói sẽ giúp ông tính xem ông có mệnh lên làm gia chủ của nhà họ Lâm hay không? Sắc mặt Lâm Lai Phong vô cùng kinh ngạc. Ông ta đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, gặp qua vô số loại người, sao ông ta có thể không hiểu được? Nếu những gì Lý Dục Thần nói là đúng, thì thực sự có loại vu thuật tên là đinh đầu tiễn thư. Như vậy, hôm nay Triệu Thần Dương có thể mượn tay vu sư hại chết ông cụ Lâm thì tương lai cũng có thể hại chết Lâm Lai Phong.
vốn tưởng rằng với thực lực của Triệu gia, trước tiên sẽ giúp ông ta thay thế Lâm Thu Thanh làm chủ gia tộc, sau đó ông ta sẽ dùng thủ đoạn và năng lực của mình để đánh bại Triệu gia trong tương lai. Thật không ngờ tính mạng của ông ta đã sớm nằm trong tay của người khác. Nghĩ đến đây, trên trán Lâm Lai Phong toát ra mồ hôi lạnh. Không, không có khả năng đó, trên đời làm sao có loại vu thuật như vậy chứ? Cho đến giờ phút này, ông ta vẫn không thể nào tin được. Ông ta không thể nào tin rằng trên đời này lại có vu thuật, và cũng không thể tin rằng bản thân lại bị con trai của Triệu Tứ Hải lừa. Ngày hôm sau, Lý Dục Thần như thường lệ đến quán cơm thân dân làm việc. Việc kinh doanh của quán cơm ngày hôm nay tốt một cách thần kỳ. Có rất nhiều khách mới đến. Có người đi lẻ, có nhóm hai người, cũng có các nhóm nhỏ ba, bốn người. Khách hàng đều rất hào phóng, gọi những món đắt tiền nhất trong quán. Nhà bếp không đủ thực phẩm nên phải ra chợ nông sản mua bổ sung. Nhân lực không đủ, ông chủ cũng trở thành bồi bàn, bận rộn xung quanh. Bà chủ quán đứng sau quầy thanh toán, trên môi nở một nụ cười thật tươi. Ngay cả tóc cũng không làm, mà trượt cũng không đánh. Bận rộn đến 3 giờ chiều thì mới có thời gian rảnh để thở. Khi sư phụ Vinh và Tiểu Dương bước ra ngoài, lưng họ đã ướt đẫm mồ hôi như mới ngâm bồn nước nóng ra ngoài. Sư phụ Vinh quạt chiếc mũ trong tay, oán giận nói, bà chủ, hôm nay là ngày mấy rồi? Lúc nào cũng làm nhiều như vậy thì không được, phải tăng lương cho tôi. Học trò Tiểu Dương của ông ta đứng bên cạnh cười ha hả. Tăng, 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 bà chủ cười tươi như hoa nở, nói, nếu như mỗi ngày đều bán được như vậy thì tôi nhất định sẽ tăng lương cho mọi người. Nhìn xem sư phụ Vinh của chúng ta mệt mỏi thế nào kìa. Sư phụ Vinh mập mạp, đầu to cổ dày, là một đầu bếp điển hình. Nhưng làn da của ông ta rất trắng, thậm chí còn trắng hơn cả bà chủ, mồ hôi vừa ra lại trông giống như ngọc ngâm trong nước. Chuyện đề cử, vợ cũ hóa tình nhân. Này, Tiểu Lý, sao cậu lại không đổ mồ hôi vậy? Tôi thấy cậu cũng rất bận rộn, không hề lười biếng mà. Lý Dục Thần cười nói, trời sinh nó vậy. Ôi trời, đúng là thần tiên, sư phụ Vinh cảm khái nói, trước kia tôi nghe sư phụ mình nói rằng người đã thành tiên thì da trắng như kem, huyết hóa bạch cao, cho dù ném vào bếp lò cũng không đổ mồ hôi. Bà chủ nói, tôi cũng không đổ mồ hôi, chẳng lẽ tôi cũng sắp thành tiên rồi sao? Thôi đi, bà ngồi ở quầy có máy lạnh thì làm sao mà đổ mồ hôi được? Cái gì chứ, tôi cũng có giúp dọn bàn mà, làm gì có lười biếng như ông nói đâu, bà chủ liếc mắt nhìn sư phụ Vinh một cái. Sư phụ Vinh cười nói, tôi chỉ là một đầu bếp, bà trả tiền cho tôi cơm ăn, sao tôi dám nói bà được? Lý Dục Thần suy nghĩ một chút liền hỏi, sư phụ Vinh, nghe khẩu âm thì hình như ông là người thủ đô đúng không? Ha ha, lúc nhỏ có ở thủ đô mấy chục năm rồi, khẩu âm khó thay đổi. Không biết có phải do nhớ quê hương hay không mà trong mắt sư phụ Vinh lại có chút cô đơn. Ông rời quê hương bao lâu rồi? Ôi trời, đã đi lâu lắm rồi, chắc cũng phải 20 năm có lẽ. Lúc mới rời khỏi thủ đô tôi cũng đẹp trai như cậu, còn nuôi tóc dài, lưng đeo dao làm bếp, phong độ ngời ngời. Thời gian đúng là không tha một ai. Sư phụ Vinh sờ cái đầu đã hói phân nửa của mình rồi nở nụ cười tự giễu chính mình. Sư phụ Vinh kể cho tôi nghe chút chuyện cũ ở thủ đô đi, Lý Dục Thần giả vờ rất hứng thú với thủ đô. Chuyện xa xưa ở thủ đô, chuyện lừa gạt ở xưởng lưu ly, chuyện giang hồ dưới chân cầu vượt, chuyện tình yêu nơi ngõ hẻm, cậu muốn nghe chuyện nào? Nếu như cậu muốn nghe chuyện cũ ở Hoàng Thành vậy thì cậu tìm nhầm người rồi, cậu nên đi hỏi thái giám mới đúng, ha ha ha. Lý Dục Thần nói, vậy hãy kể về những gia đình giàu có ở thủ đô đi. Nhà giàu, sư phụ Vinh sửng sốt, kẻ có tiền ở thủ đô có biết bao, cỡ nào mới tính là giàu. Đạp xe đạp đi làm, về nhà lại sống trong một căn dinh thự có được coi là giàu không? Tùy tiện lấy bất cứ thứ gì trong nhà ra cũng đều là đồ cổ, ngay cả chén cho mèo ăn cũng là sứ thanh hoa thì có coi như giàu không? Xây một trang trại nuôi 10.000 con cừu chỉ vì khiến cho thú nuôi chó chăn cừu của mình vui vẻ có được xem là giàu không? Nứt phách luôn, Tiểu Dương giơ ngón tay cái lên, cũng không biết những kẻ giàu có ấy ăn gì, có phải bữa nào cũng ngót nghét cả mấy chục ngàn tệ hay không? Sư phụ Vinh nói, kẻ có tiền cũng là người, nửa ký thịt đã no, ba ký chắc chắn sẽ ói, nào có ăn nhiều như vậy, cậu cho là Thái Hậu Từ Hy chắc. Xong, tôi lại từng gặp qua tỷ phú, đời này,
chắc ngoài thời phong kiến có hoàng thượng ra thì chưa nghe nói ai giàu hơn họ. Sư phụ, ông cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc là giàu thế nào? Là ăn tay hổ hay mật gấu? Hừ, đó đã là gì? Sư phụ vinh bĩu môi, hồi đó, nhà họ Lý ở thủ đô mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý, bàn tiệc như thế mới gọi là xa hoa. Nói đến kẻ có tiền thì kia mới là kẻ có tiền thật sự. Lý Dục Thần chấn động, vỉnh tai lên lắng nghe. Sư phụ, vậy người nói xem nào, đừng có dùng miếng thế chứ, Tiểu Dương hối thúc. Người khác bày tiệc cùng lắm là mãn hán toàn tịch, khoảng 108 món, phải mời ít nhất 5 đầu bếp, ai cẩn thận tỉ mỉ hơn thì mời mười mấy đầu bếp tới mới làm ra được. Sư phụ Vinh nói đến chuyện đó mà mặt mày đầy tự hào giống như một vị tướng quân nhớ lại chiến trường khi xưa. Nhưng nhà họ Lý kia lại mời cả 36 đầu bếp của những nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô đến cộng thêm đệ tử, phụ bếp của họ, riêng dàn đầu bếp đã hơn 100 người, nấu hết toàn bộ những món ăn nổi tiếng 8 tỉnh. Cậu nói thử xem, có ai từng phô trương cỡ đó chưa? Tiểu Dương nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả chị Mai cũng nghe say sưa. Chỉ có ông chủ Vương là vẫn cười tủm tỉm nằm sấp ở phía sau quầy ba. Như thế phải tốn hết bao nhiêu nhỉ, Tiểu Dương cảm thán. Tốn bao nhiêu á, sư phụ Vinh nói, đừng nói 800 món ăn kia, từ nguyên liệu đến người nấu thôi cũng đã khiến 36 khách sạn lớn đồng loạt đóng cửa ngày hôm đó. Cậu nói thử xem tốn bao nhiêu tiền. À, Tiểu Dương hít ngược một hơi, những khách sạn kia cũng chịu hả? Hừ, thế mới gọi là kẻ có tiền. Mà có một số chuyện không phải cứ tiền là được. Giờ cậu bảo nhà giàu số một gì kia bỏ tiền ra thử xem những khách sạn kia có bằng lòng đóng cửa một ngày vì mình không? Phải biết rằng, 36 khách sạn lớn kia cũng không phải hạng thường, sau lưng họ đều là những tập đoàn, thế lực lớn. Mỗi ngày, biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng ở thủ đô đến các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng đó dùng bữa chứ. Sư phụ Vinh, sao tôi chưa nghe từng nghe nói chuyện này bao giờ, chị Mai hỏi. Khi ấy phương tiện truyền thông không phổ biến phát triển như giờ, báo đài không đưa tin nên đương nhiên người ngoài sẽ không biết. Chuyện lớn như vậy mà sao truyền thông không đưa tin? Nhà họ Lý không cho thì ai dám đăng? Vậy sao ông lại biết rõ như vậy? Tôi á, hi hi, sư phụ Vinh đầy mặt tự hào nói, hồi đó sư phụ tôi là một trong những đầu bếp được mời kia, tôi may mắn được đi theo ông ấy để phụ bếp. Thế nên, tôi đã tận mắt nhìn thấy 800 món ăn được nấu bởi 36 đầu bếp kia. Qua, sư phụ ông lợi hại ghê, Tiểu Dương nịnh hót. Lý Dục Thần hỏi, sư phụ Vinh có biết vị khách mà nhà họ Lý mở tiệc tiếp đón là ai không? Sao tôi biết được, sư phụ Vinh nhún vai, đầu bếp chúng tôi làm gì để ý chuyện người ăn là ai? Nhưng thật ra cũng biết chút ít, vị khách kia là nữ, quản gia nhà họ Lý đã cố tình đến dặn dò chúng tôi khi nấu nhớ để ý đến khẩu vị đặc biệt của khách nữ. Nữ? Lý Dục Thần không khỏi trầm ngâm. Chắc chắn là một người cực kỳ quan trọng. Nếu có thể tìm được người này thì chắc sẽ điều tra được manh mối gì đó. Sư phụ Vinh, ông còn biết gì về chuyện nhà họ Lý nữa không? Lý Dục Thần hỏi. Ha, tôi chỉ là một đầu bếp đi theo sư phụ làm việc, xong việc thì dọn dẹp đi về, nào biết chuyện gì khác. Hơn nữa, tôi nói cậu nghe, những kẻ có tiền ở thủ đô đều vô cùng khiêm tốn, tôi cũng chỉ biết đến mỗi nhà họ Lý sau lần đó thôi. Sư phụ Vinh vừa nói xong thì ông chủ Vương sau quầy ba bỗng xen vào, sư phụ Vinh, vất vả lắm mới đến nhà có tiền một lần, ông không có tiện tay lấy thứ gì đó chứ. Sư phụ Vinh hoảng sợ, tức giận gắt, hừ, con rùa đen nhà ông, nói bậy cái gì đó. Có biết điều quan trọng nhất của một đầu bếp là gì không? Là danh dự, hiểu không, ông mà nói lung tung nữa thì tôi lấy dao chém ông đó. Ông chủ Vương bị mắng là con rùa đen thì cũng không giận, vẫn cười hì hì nói, không lấy thì thôi, lo cái gì. Ông tức giận như thể đã lấy gì đó thật vậy. Hừ, con rùa đen nhà ông tính đánh nhau đúng không? Sư phụ Vinh dựng râu trừng mắt đứng lên, có tin tôi chém ông giờ không? Nào, chém đi, ông chủ Vương vẫn cười. Sư phụ Vinh xông vào phòng bếp lấy dao bị Tiểu Dương ôm lấy cổ, sư phụ, bình tĩnh. Bình tĩnh. Lý Dục Thần cảm thấy hai người kia có hơi kỳ lạ. Chị Mai cười nháy mắt mấy cái với anh, đừng để ý đến họ, hai người đó thường xuyên như thế mà. Lý Dục Thần như hiểu được gì đó. Một chốc một lát cũng không hỏi ra được gì từ chỗ sư phụ Vinh, Lý Dục Thần bèn xin nghỉ phép với chị Mai vì anh muốn đến nhà họ Lâm một chuyến. Lâm Thượng Nghĩa đã xuất viện.
Nếu đã biết kẻ giở trò sau lưng là nhà họ Triệu thì cũng không cần thiết phải giả vờ bệnh ở bệnh viện nữa. Sau khi Lâm Thượng Nghĩa ra viện bèn gọi điện cho Lý Dục Thần, nói rằng dù bất kể thế nào thì anh cũng phải đến thăm ông cụ trước 5 giờ chiều. Dù sao Lý Dục Thần cũng phải giúp Lâm Thượng Nghĩa châm cứu để kéo dài mạng sống nên đương nhiên là đồng ý. Vừa đến khu biệt thự Sơn Trang Bắc Khê, Lý Dục Thần đã nhìn thấy bà Nghiêm Tuệ Mẫn và Lâm Mộng Đình đứng ở cổng từ xa. Lý Dục Thần vừa xuất hiện, Nghiêm Tuệ Mẫn đã chỉ vào anh nói, đến rồi, đến rồi. Sau đó, bà ta bỗng dưng cầm lấy cây chổi bên cạnh, bắt đầu quét cổng. Lý Dục Thần nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hành động này là sao? Anh đi sang lên tiếng chào hỏi, bác Lâm, Mộng Đình. Dục Thần tới rồi à? Bà Lâm cười trả lời, xong, tay vẫn không ngừng tiếp tục quét đất rồi quét đến dưới chân anh. Lý Dục Thần vội vàng né sang bên cạnh mấy bước. Ai ngờ anh vừa nhúc nhích, bà Lâm cũng đuổi theo sau. Anh đi đến đâu, bà Lâm quét đến chỗ đó. Vừa quét, bà ta còn vừa nói, Dục Thần, nào đến đây, đi theo tôi. Bà ta nói xong bèn quét một đường, vừa quét vừa lui như đang dọn dẹp đường đi cho Lý Dục Thần. Bác Lâm, bác làm gì thế? Lý Dục Thần ngạc nhiên hỏi. Trông cái tướng quét nhà gượng gạo của bà ta là biết bình thường bà ta không quét sân. Lý Dục Thần nhìn về phía Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình đã không nhịn được mà bật cười, anh quên à, trước khi anh chữa bệnh cho ông nội tôi, chẳng phải đã cá cược với mẹ tôi hả? Lý Dục Thần giật mình, lại ngó Nghiêm Tuệ Mẫn đang vui vẻ ra mặt mà lẩm bẩm, trông bộ dạng mẹ cô vui vẻ thế kia, sao tôi lại có cảm giác là mình thua vậy? Lâm Mộng Đình trợn mắt, được hời mà còn khoe mẽ. Lý Dục Thần cười hì hì. Nhờ sự quét dọn của bà Lâm, Lý Dục Thần đã tiến vào nhà họ Lâm qua một con đường sạch sẽ. Cảnh tượng ấy khiến bảo vệ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Bà Lâm tự mình tiếp đón thì thôi, đã thế còn vung chổi quét đường như người gác cổng để nghênh người ta tiến vào. Nhưng mặt bà ta lại hớn hở như mới trúng giải nhất xổ số vậy. Rốt cuộc thanh niên kia là ai? Bà Lâm chủ động vẩy nước quét đường tiếp đón, chắc không phải chỉ vì cá cược thua. Ai thua cược thì sẽ không vui vẻ như lên cơn thần kinh thế này dù Lý Dục Thần đã bày ra năng lực chữa bệnh thần kỳ và đồng ý chữa bệnh cho ông cụ Lâm. Bà ta vui vẻ là vì chuyện xảy ra tối qua. Nghe nói Lý Dục Thần đã đánh gãy chân Lâm Thiếu Hằng, bởi thế nên Nghiêm Tuệ Mẫn mới mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên. Đây là chuyện mà bà ta muốn làm nhưng vẫn chưa làm được. Tên khốn Lâm Thiếu Hằng kia đi gây chuyện bên ngoài thì không nói, từ nhỏ đã thích bắt nạt Lâm Mộng Đình và Lâm Vân. Nghiêm Tuệ Mẫn ngứa mắt tên này lâu rồi nhưng lại chẳng thể làm được gì. Lý Dục Thần giúp bà ta chút giận thì sao bà ta có thể không vui cho được. Quan trọng nhất là Lâm Lai Phong cũng xảy ra chuyện. Ông anh họ này luôn là mối họa lớn trong lòng Nghiêm Tuệ Mẫn. Bà ta biết Lâm Lai Phong là một người có dã tâm và luôn nhắm vào vị trí gia chủ. Ông cụ còn sống, Lâm Lai Phong không làm gì được nhưng một khi ông cụ mất, chẳng ai biết đối phương sẽ làm gì. Điều khiến bà ta lo lắng là Lâm Lai Phong còn có một người con trai út thiên tài, nghe nói đang làm mưa làm gió ở Đông Doanh. Thậm chí ông cụ Lâm còn muốn bỏ qua một thế hệ để chỉ định đứa cháu trai kia làm người thừa kế, mai sau để cho Lâm Thiếu Bình trở về tiếp quản gia tộc. Đương nhiên, Nghiêm Tuệ Mẫn sẽ không đồng ý, nhưng bà ta thấp cổ bé họng nên bất lực. Thế mà chồng bà ta còn nể nang tình cảm anh em, chẳng hề đề phòng Lâm Lai Phong. Giờ thì hay rồi, Lâm Lai Phong xảy ra chuyện. Tuy Nghiêm Tuệ Mẫn không rõ cụ thể sự việc, nhưng bà ta biết Lâm Lai Phong đã rơi đài và không còn có khả năng tranh giành vị trí gia chủ. Mối đe dọa lớn nhất đối với vị trí gia chủ của chồng bà ta đã bị loại bỏ. Thế nên, Nghiêm Tuệ Mẫn mới thay đổi cách nhìn về Lý Dục Thần. Ánh mắt của ông cụ Lâm quả nhiên không phải dạng vừa. Ở mặt này, bà ta cũng thấy tự ti. Người con rể này chẳng những có bản lĩnh mà còn là phúc tinh của cả nhà họ. Điều duy nhất khiến bà ta cảm thấy lo lắng là lần trước Lý Dục Thần đến để từ hôn. Lúc ấy, bà ta tưởng thanh niên này đang tìm cớ cho bản thân, giờ nghĩ lại, e rằng điều đó là thật. Nghiêm Tuệ Mẫn đã ý thức được một cách sâu sắc là mình phải nắm chặt đứa con rể này, không thể để cậu ta trốn mất. Bà ta quét cả một đường, nghênh đón Lý Dục Thần vào nhà. Trong phòng khách đã có không ít người ngồi, ngoài Lâm Thu Thanh thì còn có hai đôi vợ chồng nữa. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Lý Dục Thần. Lâm Mộng Đình giới thiệu với anh đây đều là cô dượng của mình.
Cái cô chồng trẻ tuổi kia là cô út tên Lâm Thu Phượng, em gái ruột của bố Lâm Mộng Đình. Ngồi cạnh là chồng cô út tên Thẩm Minh Xuân, người nhà họ Thẩm ở thành phố cô. Lý Dục Thần đoán, có lẽ nhà họ Thẩm ở thành phố cô cũng là một gia tộc lớn, vừa thấy là biết Thẩm Minh Xuân kia được sinh ra trong gia đình giàu có, dù ngồi ở kia thôi, vẻ kiêu ngạo toát ra từ tận trong xương ấy cũng khó mà che giấu được. So với ông ta, người đàn ông bên cạnh lại hoàn toàn khác. Người này tên Tôn Quảng Phúc, là chồng cô Tư Lâm Nguyệt Nga của Lâm Mộng Đình. Bất kể là ăn mặc hay khí chất, cô dưỡng tư của Lâm Mộng Tư đều kém xa vợ chồng Thẩm Minh Xuân. Hơn nữa, sắc mặt của Tôn Quảng Phúc lại khá nặng nề, hiển nhiên cũng không thích bầu không khí nơi này. Lâm Mộng Đình nói ông cụ Lâm đã triệu tập tất cả mọi người của nhà họ Lâm đến đây. Hai cặp vợ chồng này khá thân với Lâm Thu Thanh bố cô, ngoài ra còn có nhiều người thân với bác cả Lâm Lai Phong cũng đều đã đến, chờ một nhóm trong biệt thự. Dục Thần đến đây, lại đây ngồi đi, Lâm Thu Thanh chủ động tiếp đón. Chào chú, Lý Dục Thần ngồi xuống sofa bên cạnh Lâm Thu Thanh. Lâm Mộng Đình thì ngồi bên cạnh bà Lâm. Cô vừa ngồi xuống thì bà Lâm liền nói, con ngồi ở đây làm gì? Mẹ còn phải đi pha trà, con ngồi bên cạnh Dục Thần đi. Sau đó, bà liền đuổi Lâm Mộng Đình đi chỗ khác. Lâm Mộng Đình đỏ mặt, nhìn thấy chỉ có bên cạnh Lý Dục Thần còn chỗ trống nên cô mới đi tới ngồi xuống. Bà Lâm sai người mang bộ ấm trà lên, bắt đầu tự mình đun nước pha trà. Tách trà đầu tiên được đưa cho Lý Dục Thần. Dục Thần, tới đây uống trà đi. Lý Dục Thần nhận lấy tách trà uống hết. Bà Lâm lúc này mới vui vẻ pha trà cho những người khác. Ồ, chị dâu tự mình pha trà, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đó, Mộng Đình, nhờ phúc của cháu mà ta mới có lộc ăn. Lâm Thu Phượng nhận tách trà, miệng thì nói với Mộng Đình nhưng mắt lại nhìn Lý Dục Thần. Bà Lâm nói, cô xem mình nói kìa, từ khi cô gả vào nhà họ Thẩm thì liền vui đến quên cả trời đất, lúc tôi ở nhà pha trà thì cô cũng có về đâu. Thì không phải hôm nay em về rồi đó sao? Chị dâu, chị cũng thật là, bạn trai của Mộng Đình đến mà cũng không nói trước cho em biết một tiếng, làm em chưa chuẩn bị được gì cả. Lâm Thu Phượng cười hi hi nói. Bà Lâm nói, đều là người một nhà, chuẩn bị trước cái gì chứ? Dục Thần, con đừng để ý, bà cô nhỏ này của con trước giờ vẫn lắm miệng như vậy đó. Lý Dục Thần có vẻ xấu hổ, tại sao người này lại trở thành bà cô nhỏ của mình rồi? Lâm Thu Phượng nói, chiếu theo quy củ thì khi con rể vào cửa chúng ta đều phải lì xì cho. Minh Xuân, anh có mang theo tiền mặt không, chúng ta cũng tặng một bao lì xì đi. Thẩm Minh Xuân nói, bây giờ làm gì có ai đem theo tiền mặt ra đường nữa. Em cần nhiều hay ít, để anh gọi điện thoại cho người mang đến. Nghiêm Tuệ Mẫn vội nói, ôi trời, không cần đâu, lì xì cái gì chứ. Đây cũng đâu phải là tiệc rượu. Lâm Thu Phượng nói. Làm sao như vậy được, con rể vừa vào cửa thì phải tặng bao lì xì chứ, nếu không người ta lại nói nhà họ Lâm chúng ta không có quy củ. Như vậy đi, để chuyển khoản cho tiện, Dục Thần, đến đây để tôi quét QR code nào. Trên mặt Lý Dục Thần hiện đầy vạch đen, anh là ai, đây là đâu? Bà cô nhỏ này của Mộng Đình đúng là nhiệt tình quá đáng. Mà anh còn chú ý thấy sắc mặt của Dưỡng Tư Tôn Quảng Phúc có hơi khó coi. Lý Dục Thần không muốn để Lâm Thu Phượng quét QR code của mình, nhưng lại thật khó để từ chối. Đang lúc lúng túng thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một nam một nữ bước vào trong. Người phụ nữ khoảng 50 tuổi, dáng người phúc hậu, phục trang đẹp đẽ. Người đàn ông cũng trạc tuổi, dáng người cao lớn, có phần điềm tĩnh uy phong. Bọn họ vừa đi vào, Lâm Thu Thanh đã lập tức đứng dậy gọi, chị cả, anh rể. Sắc mặt của Nghiêm Tuệ Mẫn không được tốt lắm, nhưng bà ta cũng đã đứng dậy. Những người khác cũng đứng dậy chào hỏi theo. Lâm Mộng Đình chào, cháu chào hai bác. Chỉ có Lý Dục Thần vẫn ngồi đó. Lâm Mộng Đình nhẹ nhàng kéo anh nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Anh không nhúc nhích bởi vì hai lý do. Thứ nhất, Lý Dục Thần không có thói quen đứng dậy vì người khác, trừ khi sư phụ đến đây. Thứ hai, anh cảm nhận được ý đồ của hai người kia khi đến đây cũng không thiện lành gì. Ồ, thật náo nhiệt, người phụ nữ được gọi là chị cả cười lạnh nói, đều là con cháu nhà họ Lâm, khu biệt thự Sơn Trang Bắc Khê, sao tôi lại cảm thấy lạnh lẽo vậy chứ? Tôi ngồi ở bên kia mới biết được cái gì gọi là lòng người dễ thay đổi, ấm lạnh tự biết. Chị cả, làm gì có chuyện đó chứ, mọi người cũng vừa mới tới, đã mời chị từ sớm rồi,
Lâm Thu Thanh nói. Đúng vậy, chị cả, anh rể, chúng ta cùng nhau ngồi xuống uống trà đi, Nghiêm Tuệ Mẫn nói. Uống trà thì miễn đi, tôi nghe nói nhà họ Lâm có con rể mới nên mới đến xem thử một chút. Chắc là người này hả? Đôi mắt của người phụ nữ rơi vào Lý Dục Thần. Lý Dục Thần vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt của người phụ nữ liền trầm xuống. Cháu rể mới tới cửa, tôi cũng chưa chuẩn bị quà cáp gì, cho nên cứ chiếu theo quy củ mà tặng lì xì đi. Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một xấp tiền giày. Tổng cộng là 44.400 tệ, xem như chút thành ý của tôi. Vừa nói bà ta vừa giơ tay ném xấp tiền về phía Lý Dục Thần. Xấp tiền giấy liền vung vãi bay đầy trời. Mọi người trong phòng đều chết lặng. Lấy tiền ném vào mặt chính là sự xúc phạm lớn đối với người khác. Hơn nữa lại còn lì xì một con số xui xẻo như vậy, đúng là đáng giận. Tiền giấy bay lả tả xuống mặt đất. Nhưng đóng tiền đó hoàn toàn không thể chạm vào cơ thể của Lý Dục Thần, dường như có một bức tường không khí bao quanh anh, những tờ tiền màu đỏ rực rơi xuống xung quanh anh giống như những chiếc lá mùa thu rụng xuống. Người phụ nữ cười lạnh một tiếng rồi lại nói, tôi đã tặng lì xì đúng như quy củ nên bây giờ có thể tính sổ với cậu rồi. Nghe nói tối hôm qua cậu đã đánh gãy chân cháu trai lớn của tôi hả? Sắc mặt Lâm Thu Thanh chợt thay đổi, chị à, chuyện này có lý do cả. Câm miệng, người phụ nữ chừng ông ta một cái, giờ tôi không có hỏi chú, nếu chú bao che cho con thì tôi xử cả chú luôn đấy. Lâm Thu Thanh chợt lạnh mặt, có hơi tức giận nhưng do ngại với thân phận của đối phương nên không lên tiếng. Sao, không dám nhận, chẳng phải tối qua uy phong lắm mà, sao giờ thành anh hùng rơm rồi. Lý Dục Thần nhìn bà ta hỏi, bà là ai? Người phụ nữ sửng sốt, cười ha ha nói, vậy mà còn dám hỏi tôi là ai? Cậu hỏi họ thử xem tôi là ai? Lâm Mộng Đình nhỏ giọng nói với Lý Dục Thần, đây là cô cả Lâm Lai Nghi của tôi, là chị ruột của bác cả, bên cạnh bà ấy lại bác trai Viên Quốc Thành. Bà muốn gì? Thực ra, Lý Dục Thần cũng không hứng thú với việc bà ta là ai, chỉ là có người cầm tiền ném vô mặt mình nên anh muốn biết người đó là ai thôi. Không có gì, tôi chỉ hỏi cậu một câu, chân của cháu trai Thiếu Hằng nhà tôi có phải do cậu đánh gãy không? Đúng là tôi. Hừ, thừa nhận dứt khoát đấy. Vậy cậu nói cho tôi biết là ai sai cậu làm thế? Lâm Lai Nghi liếc Lâm Thu Thanh. Lâm Thu Thanh cau mày. Mà Nghiêm Tuệ Mẫn lại biến sắc. Không ai sai tôi cả. Nghiêm Tuệ Mẫn thở phào một hơi. Bà ta thật sự lo lắng Lý Dục Thần sẽ sợ hãi rồi nói ra là Lâm Thu Thanh sai xử mình. Mụ Lâm Lai Nghi kia cũng không đơn giản. Tác phong mạnh mẽ, làm việc quả quyết, ông cụ Lâm từng nói nếu bà ta không phải phụ nữ thì chắc chắn sẽ là một vị tướng dũng mãnh của nhà họ Lâm. Quan trọng hơn, chồng của bà ta cũng là người của nhà họ Viên ở Tiền Đường. Tuy Viên Quốc Thành không phải gia chủ nhà họ Viên, nhưng cũng có địa vị cao trong gia đình. Nhà họ Viên là danh gia vọng tộc, họ chỉ đứng sau nhà họ Tiền và họ Cao ở Tiền Đường. Mặc dù nhà họ Lâm là thế gia đứng đầu ở thành phố Hòa, nhưng so với những gia tộc lớn ở Tiền Đường thì họ vẫn kém hơn một chút. Vốn dĩ, bà chị cả này đã là một nhân vật lợi hại, sau còn có thêm nhà họ Viên là chỗ dựa nên càng không dễ chọc. Lâm Lai Nghi là chị ruột của Lâm Lai Phong nên Lâm Thiếu Hằng là cháu ruột bà ta. Lâm Thiếu Hằng trở nên kiêu ngạo ương bướng như vậy. Ngoài nguyên nhân Lâm Lai Phong mất vợ nên cưng chiều con trai một cách quá đáng ra thì cũng có công của người cô cả là bà ta. Giờ cháu ruột bị Lý Dục Thần đánh gãy chân thì sao bà ta có thể làm ngơ được. Nhưng Nghiêm Tuệ Mẫn không ngờ bà ta sẽ trực tiếp đến đây tìm Lý Dục Thần tính sổ. Hơn nữa, nghe ý trong lời bà ta là định đẩy món nợ này lên người Lâm Thu Thanh. Không ai sai xử, ha ha ha, Lâm Lai Nghi cười to, chỉ bằng cậu mà cũng dám đụng đến cháu trai tôi. Tôi tin cậu mới lạ, nhóc con, đừng để bị bán còn giúp đếm tiền cho người khác. Chị cả, có phải chị hơi quá đáng rồi không, cuối cùng Lâm Thu Thanh cũng không nhịn được mà lên tiếng, đây là nhà em, hôm nay cô Tư và cô Út đều có mặt, mọi người hiếm khi mới gặp nhau, nếu chị tới uống trà thì tụi em hoan nghênh. Nhưng nếu là chuyện khác, tốt nhất chờ bố mở cuộc họp gia đình rồi nói sau. Lâm Lai Nghi hừ lạnh, sao, lấy bố ra dọa tôi đấy à? Em trai tôi sợ chứ tôi thì không. Viên Quốc Thành đứng cạnh cười ha ha nói, ây ra, mọi người đều là người nhà cả, có chuyện gì vậy ta? Thu Thanh, không phải là anh nói chú cái gì, nhưng chuyện này là chú sai rồi.
Trong lòng mọi người đều biết chuyện giữa chú và Lai Phong, song, chú cũng không nên để đám trẻ nhúng tay vào, còn làm bị thương người ta. Chị chú đang nổi nóng, chú cũng hiểu mà đúng không? Ha ha! Nghiêm Tuệ Mẫn biết Viên Quốc Thành là một kẻ rất nham hiểm. Ông ta nói như hót, Lâm Thu Thanh là em nên cũng khó mà cãi lại. Nhưng nếu không nói gì thì mọi áp lực sẽ đè hết lên người Lý Dục Thần. Nghiêm Tuệ Mẫn có chút đau lòng con rể. Ngày đầu tiên tới cửa, vốn nên vui vẻ lại gặp phải một con cọp cái. Lý Dục Thần dựa vào trên sofa, nhìn Lâm Lai Nghi nói, người do tôi đánh, nếu anh ta không phục thì tôi có thể chịu chút vất vả để đánh anh ta thêm lần nữa. Lâm Lai Nghi nổi giận, chỉ vào Lý Dục Thần quát, được, giỏi lắm. Chờ coi, cậu sẽ bị báo ứng sớm thôi. Cháu tôi chịu khổ bao nhiêu thì tôi sẽ bắt cậu trả lại gấp đôi. Bà ta nói xong bèn xoay người rời đi. Viên Quốc Thành nhún vai với Lâm Thu Thanh nói, hầy, Thu Thanh à, anh cũng không giúp được chú. Ông ta lắc đầu rồi đi theo Lâm Lai Nghi ra ngoài. Bỗng dưng họ lại nghe thấy Lý Dục Thần nói, từ từ đã. Hai người xoay thân, mắt nhìn Lý Dục Thần hỏi, sao, sợ rồi à? Giờ sợ thì vẫn còn kịp, chỉ cần cậu nói ra người đứng sau sai khiến mình là ai, tôi sẽ không gây khó dễ cho cậu, còn sẽ cho cậu rất nhiều tiền. Lý Dục Thần cúi xuống bắt đầu nhặt tiền trên mặt đất lên. Lâm Lai Nghi lạnh lùng nhìn, khóe môi không khỏi cong lên. Những người khác cũng cau mày. Dục Thần, cậu! Nghiêm Tuệ Mẫn khó chịu như nuốt phải con ruồi. Ngay cả Lâm Mộng Đình cũng cảm thấy hết sức khó hiểu. Lý Dục Thần vô cùng nghiêm túc nhặt tiền trên mặt đất lên rồi xếp thành một cục trên tay. Sau đó, anh đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Lai Nghi. Người có thể sai khiến tôi ấy hả, còn chưa sinh ra đâu. Muốn trả thù cho cháu trai bà thì cứ việc tới, lúc nào tôi cũng đợi. Còn tiền này, tôi trả cho bà, 44.400 tệ, không thiếu một tờ. Anh nói xong, giơ tay lên ném thẳng về phía bà ta. Lâm Lai Nghi hoảng sợ, không biết là quên né hay không né kịp mà cứ thế nhìn số tiền kia đập lên mặt mình. Trong phòng khách lập tức yên tĩnh như chết. Chỉ còn tiếng tiền rơi là tả bay tứ tung rồi rớt đầy đất. Lâm Lai Nghi ngây người. Bà ta lớn vậy, đến giờ đều là mình lên mặt chứ chưa ai dám đối xử với bà ta như vậy. Tức giận, xấu hổ, không cam, đủ loại cảm xúc lập tức ập tới. A, à, bà ta không nhịn nổi thét lên chói tai như bị điên. Ngay cả ông chồng Viên Quốc Thành của bà ta cũng hoảng sợ. Vợ ơi, em không sao chứ? Em muốn giết cậu ta. Viên Quốc Thành cau mày. Viên Quốc Thành cũng không coi Lý Dục Thần là cái đinh gì, thậm chí còn coi khinh Lâm Thu Thanh, nhưng dù sao nơi này cũng là thành phố Hòa. Ông cụ Lâm vẫn còn sống. Ông ta giơ tay chỉ vào Lâm Thu Thanh, lại chỉ vào Lý Dục Thần, thằng oát con, mày giỏi lắm. Sau đó, Viên Quốc Thành bèn dìu Lâm Lai Nghi đi ra ngoài. Lý Dục Thần cũng không để ý, xoay người trở về sofa rồi ngồi xuống giống như ban nãy. Coi như chẳng xảy ra chuyện gì hết. Trong phòng khách im lặng mất mấy giây. Tiếp theo, Nghiêm Tuệ Mẫn mới mặt mày lo lắng nói, ây ra, vậy giờ phải làm sao đây? Chị cả chị ấy. Lâm Thu Thanh cũng cau mày nhưng vẫn an ủi, không sao đâu, chị cả đang nổi nóng, hết giận là ổn thôi. Cô út Lâm Thu Phượng bĩu môi, hừ, đâu phải anh không biết chị cả là loại người nào, chị ấy có bao giờ bị bẽ mặt như vậy? Với cá tính của chị ấy. Nếu không phải bố còn sống thì chắc hôm nay đã trực tiếp xé cháu rể rồi, anh tin không? Hai, chú rể mới của tôi ơi, cậu nói xem cậu cương với chị ấy làm gì, chị ấy chính là một mụ gì ghẻ. Thẩm Minh Xuân ngồi cạnh nhắc nhở, Tiểu Phượng, đừng nói bậy. Chị cả nói được là làm được, chị ấy nói muốn cháu rể chết thì chắc chắn sẽ làm thế. Bố cùng lắm có thể chèn ép khiến chị ấy không dám ra tay ở trong nhà thôi, còn ra ngoài thì chẳng ai quản được chị ta. Vậy phải làm sao mới tốt đây, Nghiêm Tuệ Mẫn lo lắng nói. Mọi người đều trầm ngâm không nghĩ ra được cách nào hay. Trái lại, cô Tư Lâm Nguyệt Nga lại nói, binh đến tướng chặn, nước lên bờ ngăn, mấy người sợ chị ta như vậy làm gì? Còn chẳng phải là ỷ vào thế lực nhà họ Viên sao, lẽ nào nhà họ Lâm sẽ sợ họ? Lâm Thu Phượng trợn trắng mắt, chị Tư nói nghe nhẹ nhàng ghê, chị có biết thế lực nhà họ Viên ở Tiền Đường lớn thế nào không? Ngoài nhà họ Tiền và họ Cao ra thì ai dám trở mặt với họ? Họ muốn đối phó Dục Thần thì có gì khó khăn đâu. Theo tôi, cần phải nghĩ cách chứ không sẽ thiệt thòi lớn đó.
Người nhà họ Lâm bắt đầu anh một câu tôi một câu nghĩ cách cho Lý Dục Thần, làm cách nào để tránh khỏi sự trả thù của Lâm Lai Nghi và Viên Quốc Thành. Lâm Mộng Đình không nghe nổi nữa nói, mẹ, cô, sao mọi người nói như kiểu đó là chuyện của một mình Dục Thần vậy? Anh ấy rõ ràng là vì nhà chúng ta mới đắc tội cô cả. Thế nên chẳng phải chúng ta đang nghĩ cách cho cậu ta đấy à? Lâm Thu Phượng nói, ban nãy cậu ta kích động quá, lấy tiền ném vào mặt chị cả con làm gì, để chị ấy chút giận chẳng phải xong rồi à? Giờ hay rồi, đắc tội nhà họ Viên, chúng ta thì không sao nhưng con còn phải đến tiền đường đi học mà. Nghiêm Tuệ Mẫn nói, hay là ra ngoài nước ngoài đi. Thẩm Minh Xuân nói, nếu chỉ đối phó Dục Thần thôi thì cũng không có gì, cùng lắm là không đến tiền đường. Chỉ sợ nhà họ Viên coi đây là cái cớ, dùng sức mạnh của gia tộc đối phó chúng ta thôi. Chắc không đến nỗi đó đâu, anh rể cũng chẳng phải người quan trọng nhất trong nhà họ Viên, chẳng đến mức vì chút chuyện đó mà dùng đến sức mạnh của gia tộc. Vậy cũng chưa chắc, thực ra, nhà họ Viên đã vươn tay đến thành phố Hòa từ lâu rồi. Chỉ ngại nhà họ Lâm chúng ta là thông gia nên không thể cạnh tranh, cũng không tiện hợp tác với đối thủ của chúng ta. Lần này, vừa hay để họ lấy cớ tiến vào thành phố Hòa. Nếu bắt tay với hai nhà Triệu và Phùng nữa thì nhà họ Lâm nguy thổ. Thẩm Minh Xuân hiểu rõ tình hình trên thương trường nên nói cũng rành mạch đâu ra đấy. Thậm chí, tôi còn nghi chỉ cả đến đây quậy là vì bị anh rể giật dây, Thẩm Minh Xuân nói. Cái gì? Mọi người hoảng sợ. Cảm thấy ông ta nói hết sức có lý. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghiêm Tuệ Mẫn nhớ tới việc gần đây chồng mình gặp trắc trở đủ mọi điều trong làm ăn, sức khỏe của bố lại yếu, nếu nhà họ Viên lại đến thành phố Hòa kiếm chuyện thì đúng là nhà đã dột còn gặp mưa rào. Chị dâu, theo em thấy, giờ cách duy nhất là tạm thời khiến Dục Thần rời khỏi nhà họ Lâm, tìm một chỗ trốn. Chẳng phải chị vừa bảo là ra nước ngoài à, em thấy vậy cũng tốt, Lâm Thu Phượng nói. Nghiêm Tuệ Mẫn gật đầu, cũng được, vậy để hai đứa nhỏ ra nước ngoài đi. Mẹ, vậy cũng nóng vội quá rồi. Con đang học ở Đại học Nam Giang mà, Lâm Mộng Đình nói. Con biết cái gì, đây là vì tốt cho các con, Nghiêm Tuệ Mẫn khuyên bảo hết nước hết cái. Lý Dục Thần nghe mà cạn lời, cái gia đình này tự quyết định cả nửa ngày giống như anh không có mặt ở đây vậy. Mấy người cứ từ từ bàn bạc đi. Anh đứng lên. Cũng không quan tâm người khác có ý kiến gì mà đi thẳng ra ngoài. Người nhà họ Lâm nhìn mà cau mày. Hừ, đúng là không hiểu lòng tốt của người khác, Lâm Thu Phượng vô cùng khó chịu nói. Nghiêm Tuệ Mẫn nói đỡ cho Lý Dục Thần, hoàn cảnh sống của Dục Thần từ nhỏ đã khác chúng ta, mọi người đừng để trong lòng làm gì. Gì mà hoàn cảnh khác nhau, mất lịch sự chính là mất lịch sự. Mất lịch sự thì thôi, còn không có não. Cậu cho rằng ban nãy chị cả thật sự không dám làm gì cậu à? Đó là vì cậu đang ở trong căn nhà này, là con rể tương lai của nhà họ Lâm. Rời khỏi đây thì cậu chẳng là cái gì hết. Lâm Thu Phượng nhìn Lý Dục Thần với vẻ thương hại. Tôi thật sự không biết ban nãy cậu đào đâu ra can đảm mà dám lấy tiền ném vào mặt chị cả. Đắc tội nhà họ Viên ở tiền đường thì cậu chỉ có trốn ở đây mới bảo vệ nổi cái mạng mình mà thôi. Thu Phượng, Lâm Thu Thanh quát bà ta, đừng nói lung tung. Anh, em cũng vì tốt cho mọi người thôi. Cậu ta là vai con vai cháu, em là bậc cô chú nói mấy câu cũng không được. Hơn nữa, chẳng phải còn chưa làm rể chính thức à? Lý Dục Thần cười, vẫn không dừng chân lại, cảm ơn lòng tốt của mấy người. Tôi không cần ai tới bảo vệ cả, mấy người cũng chẳng bảo vệ được tôi. Còn về nhà họ Viên, tôi đây vẫn chưa coi họ là cái đinh gì. Anh cũng không quay đầu lại đi thẳng một mạch ra ngoài. Lâm Thu Phượng sửng sốt. Chị dâu, coi con rể mà chị tìm kia, bà ta chỉ vào đầu mình bảo, có phải nơi này có vấn đề gì rồi không? Dượng Tư Tôn Quảng Phúc vẫn im lặng nãy giờ nhìn bóng lưng biến mất ở cửa của Lý Dục Thần mà trong mắt toát ra vẻ hâm mộ. Thanh niên tốt, không tự cao tự đại, không tự ái hão, tuy rằng xuất thân thấp hèn cũng không sợ cường quyền, biết mình gặp nguy hiểm nhưng vẫn có thể đi theo con đường của mình. Đây mới chính là bản sắc anh hùng. Cắt, bớt văn vẻ lại đi. Lâm Thu Phượng lầm bầm, quay mặt đi với vẻ khinh thường. Những người khác cũng không nói gì, giống như không có ai coi trọng lời nói của Tôn Quảng Phúc. Chỉ có cô Tư Lâm Nguyệt Nga là trầm mặt xuống, trừng mắt liếc nhìn Tôn Quảng Phúc. Tôn Quảng Phúc khẽ thở dài cúi đầu. Than ôi, người trẻ tuổi, hy vọng cậu có thể kiên trì trụ vững, không bị đè bẹp bởi những gánh nặng của cuộc sống. Hồi đó tôi cũng giống như cậu, hăng hái chỉ điểm Giang Sơn.
đề cao chữ nghĩa, xem đám nhà giàu như cặn bã. Đáng tiếc giờ đây cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này, lời nói thậm chí còn không có trọng lượng. Tôn Quảng Phúc nảy sinh một loại xúc động, muốn giống như Lý Dục Thần, đứng dậy và bước ra ngoài một cách thoải mái, bỏ lại những người phụ nữ ồn ào này, bao gồm cả vợ ông ta, ở lại phía sau. Nhưng ông ta biết rằng mình không thể làm được điều đó. Đọc sách hơn nửa đời người, cuối cùng vẫn bị cuộc sống dậy làm người. Khổng Thánh Nhân cũng đấu không lại Từ Bản. Lý Dục Thần không biết những người trong biệt thự này đang nghĩ gì, mà anh cũng không quan tâm. Anh đi bộ dọc theo đường mòn trong hoa viên ở khu biệt thự. Khu biệt thự Sơn Trang Bắc Khê rất lớn, dựa theo các hạng mục bất động sản bình thường thì một mảnh đất lớn như thế này có thể xây dựng ít nhất 100 biệt thự, hơn nữa đều là loại cao cấp. Nhưng ở đây tổng cộng chỉ có 17 căn nhà, còn lại đều là không gian của cây xanh, hoa viên cùng đình nghỉ mát. Trông nó còn giống một lâm viên hơn là một khu biệt thự. Lý Dục Thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen nhàn nhạt vẫn còn ở đó khiến bầu trời có vẻ tối hơn một chút, nhưng mắt của người bình thường không thể nào phát hiện ra. Muốn phá tan đám mây đen bao phủ này kỳ thật rất đơn giản. Nhưng bây giờ Lý Dục Thần không có ý định phá nó. Thứ nhất là bởi vì anh còn chưa biết kẻ thi pháp là ai, nếu như phá phép sẽ đả thảo kinh xà. Thứ hai là bởi vì anh cảm thấy nội bộ Lâm gia có nhiều vấn đề, chịu chút đau khổ cũng là chuyện tốt. Nếu như không phải muốn báo đáp ân tình của ông cụ Lâm thì anh cũng sẽ không quản những việc này. Kẻ tạo mây đen bao phủ cùng với kẻ thi triển vu thuật thi đinh đầu tiến hẳn là cùng một người. Người này hẳn là vẫn còn ở trong nhà họ Triệu. Dục Thần. Lâm Mộng Đình đuổi theo anh ra ngoài. Lý Dục Thần quay đầu lại, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Không có gì. Khi hai người họ ở riêng với nhau, Lâm Mộng Đình phát hiện tim mình đập nhanh hơn một chút. Cô bị làm sao vậy? Chính cô cũng không hiểu được. Lần đầu tiên cô gặp anh rõ ràng cô không có cảm giác gì. Ngay cả sau khi anh tiễn cô về nhà, nửa đường anh hùng cứu mỹ nhân, thì cô cũng chỉ xem anh như ân nhân, xem anh như bạn bè. Tại sao mọi thứ lại thay đổi khi cô biết anh chính là vị hôn phu mà ông nội chỉ định cho cô chứ? Chẳng lẽ hôn ước kia lại có ma lực lớn như vậy, còn có thể thay đổi quan niệm của một con người? Lâm Mộng Đình dường như hiểu, nhưng cũng dường như không hiểu. Tôi sợ anh không biết đường, cô cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình. Lý Dục Thần quả thực không biết đường. Vậy cô dẫn đường cho tôi đi. Được, Lâm Mộng Đình cười nói. Hai người chậm rãi đi cạnh nhau trong bóng râm. Kỳ thực anh cũng đừng quá để ý. Họ hàng của tôi đều là như vậy. Có đôi khi nói những lời khó nghe nhưng không có ác ý, Lâm Mộng Đình sợ Lý Dục Thần không vui nên cẩn thận giải thích. Tôi không để ý, Lý Dục Thần nói. Thật sự không để ý sao? Thật. Vậy, Lâm Mộng Đình nghiêm túc nhìn Lý Dục Thần, hỏi, vậy anh để ý cái gì? Tôi, Lý Dục Thần nghiêm túc nhìn Lâm Mộng Đình, nói, tôi để ý cô, chỉ cần cô khác với bọn họ là được. Lâm Mộng Đình bật cười khúc khích. Tôi biết anh đang trêu tôi. Thật ra anh chẳng để ý cái gì cả, nhưng tôi vẫn rất vui. Hai người nhìn nhau cười, ngồi trên hòn non bộ ngắm hoàng hôn. Bỗng nhiên lại có tiếng chuông từ đâu truyền đến khiến cho chim chóc giật mình. Lâm Mộng Đình nói, cuộc họp gia đình sắp bắt đầu rồi, tôi phải đi. Đúng lúc này, Lâm Thiền Minh đi tới. Cậu Lý, Lâm Thiền Minh vẫn luôn giữ cách xưng hô như vậy, ông cụ mời cậu đến châm cứu cho mình. Không phải sắp có cuộc họp gia đình sao? Lý Dục Thần khó hiểu, thật ra ông cụ không có bệnh, hiện tại chỉ cần giữ được tính mạng, chờ phá được vu thuật thì sẽ không sao nữa. Mấy chuyện châm cứu uống thuốc thì tác dụng có hạn, chỉ làm cho người khác xem mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.